Kính thầy, phước báo từ kiếp nào mà thầy hiểu tâm lý cuộc sống của mọi người từ xuất gia đến thầy? Điều tra quá khứ. Thưa đại chúng, thật sự ra Pháp Hòa xin thưa như thế này. Tất cả chúng ta trong cuộc đời này, mỗi ngày chúng ta đều hành xử qua ngôn từ, hành động và tư duy. Nhưng mà cái phước báo của chúng ta là chúng ta có mắt, có tai, có tim, có khối óc. Chúng ta có vận dụng để chúng ta đem cái tất cả cái đó chúng ta nhìn, chúng ta học, chúng ta tư duy để chúng ta thấu đáo. Cái đó là cái mới gọi là cái phước báo của mình. Hồi sáng nó qua thưa rồi đó, mình có cặp mắt. Nhưng mà nếu mình chỉ nhìn bình thường vậy thôi mà không có nhìn bằng cái sự thông cảm thì nó uổng đi. Cho nên hãy nhìn bằng sự cảm thông tha thứ, đặt mình vào trường hợp đó để mình có thể hiểu được. Đó là cái phước của mình. Cho nên xin thưa đại chúng, ngoài phước báo mình có của, có vật chất, có đời sống tốt, nếu mà mình nhìn lại mình thấy mình có một phước báo là mình biết cách ứng xử để sống. Đó là phước. Vì tài mà không biết cách sống, cái tài đó cũng không, người ta không chọn, người ta không tiếp nhận một cách trọn vẹn. Cho nên trong tài phải có đức. Cái đức nó bao trùm cả cái tài. Người có đức á, nhiều khi không có tài nhưng mà được người ta thương quý. Cho nên á, mình có cái phước, có lỗ tai, nhưng đừng chỉ để nghe chuyện thị phi. Chuyện tốt xấu của người mà chúng ta biết dùng lỗ tai đó để nghe những cái khổ đau của người khác, để chúng ta có thể cảm thông cho người khác. Nếu chúng ta làm được vậy, chúng ta mới biết rằng mình có phước. Cho nên người có thí dụ như người có thức ăn ngon mà không biết sử dụng nó, đem đi vứt bỏ thì không có phước hưởng. Giống như là mình có một cái món vật tốt mà không biết là đem đi bỏ đi. Cho nên cái này không có gì đặc biệt đâu. Cái quan trọng là cứ mỗi ngày, bất cứ chuyện gì xảy ra, chúng ta dừng lại, cuối ngày chúng ta dừng lại, rồi chúng ta hãy tư duy, tìm tòi cho mình một cái phương án, một cái câu trả lời, một bài học nào đó cho ngày hôm nay. Cho nên đối với Pháp Hòa đó, mỗi một lần tiếp xúc với Phật tử là một cơ hội để mình học. Vì một câu chuyện khổ đau của người ta là một kinh nghiệm cho mình, một bài học cho mình. Mà nếu mà mình để tâm như vậy, học rất là nhiều. Mà thường mình học ở đời nó mới nhiều hơn học trong trang sách vở. Cho nên cái phước báo không phải là cái gì mà nó không có được, mà do chúng ta có sử dụng nó đúng, để cái phước đó nó thật sự nó có mặt với mình hay không. Mình có phước được làm một người đệ tử Phật. Như hàng ngày mình không có biết trân quý những quyển kinh mà Phật đã, tổ đã kết tập lại. Quý ngài đã ngồi biết bao nhiêu cái công sức dịch những bản kinh ra cho mình đọc mà mình không chịu đọc. Đi lên chùa thấy quyển kinh nào cũng thỉnh hết rồi, để đầy tủ hết. Tới già rồi bắt đầu ôm thùng thùng lên giả lại chùa. Như vậy mình ôm quyển kinh về mà mình không đọc được những quyển kinh đó. Cho nên tại sao Pháp Hòa thường khuyến khích Phật tử tụng kinh? Tại vì Pháp Hòa quan điểm đơn giản đó. Quý hòa thượng của mình đó, đã đem hết công phu tu tập của quý ngài dịch từng quyển kinh cho mình. Bây giờ mình thể hiện cái lòng biết ơn của mình. Cứ mở kinh ra tụng đi. Thứ nhất, mình kết duyên được với Pháp Bảo. Thứ hai, trân quý những tác phẩm dịch thuật của các ngài. Thứ ba là mình lượm lặt bất cứ hình ảnh hình thức nào, nơi nghĩa lý cao siêu tốn hiểu. Khoan hiểu nghĩa lý cao siêu đã. Cứ hiểu những cái nghĩa thông thường trong cái bản kinh đó đi đã. Rồi từ từ mình có tu là những chỗ đó nó sẽ phá ra được. Cho nên hàng năm ở bên Canada, Pháp Hòa có một khóa tu trì kinh. Khóa tu mùa đông là dành để trì kinh thôi. Trì hết bộ kinh này tới bộ kinh kia. Và quý vị đừng đặt vấn đề hiểu gì cả. Cứ tụng đi để, thứ nhất, mình cứ nói kinh điển này khó hiểu, mình cất vô trong đó. Mãi mãi không bao giờ mình đọc. Cũng giống như có một số nói, tụng kinh không hiểu mà tụng làm gì. Tụng như con vẹt mà tụng làm cái gì.
Nếu mà mình tụng không hiểu, mà mình không tụng nữa thì hiểu à? Không hiểu thì phải tiếp tục đọc tụng để mình hiểu. Chứ đâu phải thí dụ như con mình nó đi học về nó mai má toán này khó quá con không làm đâu. Ờ à, con khó quá thôi khỏi làm đi con. Vậy cái cuối năm con lên lớp rồi con. Mình có nói với con mình được vậy không? Khó hả con? Vậy con phải ráng con hỏi han, con tìm tòi, con phải học. Đây là cái bài học của con để con thi con lên lớp. Chứ làm sao mà chúng ta cứ nghĩ nó khó rồi chúng ta bỏ qua. Rồi chúng ta cứ hát cái bài đường tuy khó không khó vì ngang sông cách núi. Nhưng chỉ khó gì? Lòng người ngại núi e sông. Kinh không khó vì chúng ta làm biến. Mình sẽ hiểu được kinh nếu chúng ta chịu khó mằn mò học hỏi. Ngay cả những cái chữ Việt Nam thôi đó mà mình nói rỉ rả mấy chục năm nay á, bữa nào lập tự điển cái coi mình tá quả, mình nói trời cái câu này mình nói nào giờ mình không hiểu cái trọn cái nghiệp đó. Nhiều khi mình nói cái chữ đó hàng ngày trong cuộc sống mình á, mình hiểu nó nôm na là như vậy nhưng mình chưa hiểu thấu đáo nó, cái chữ đó nó nguồn gốc từ đâu. Mà khi mình mở từ điển ra hay mình do một quyển sách nào đó mình đọc được rồi mình thích thú lắm. Mình thích thú lắm, mình thấy là mình mở mang được rất nhiều. Cho nên kháng kinh giả minh Phật chi lý là vậy. Đây là câu hỏi của má con. Năm nay 86 tuổi. Má con xin hỏi theo ý thầy, khi má mất chôn hay thiêu thì tốt? Cái nào rẻ tiền gọn lợi là tốt? Thật sự ra chôn thiêu không có gì tốt xấu cả. Con người mình đó khác hơn con vật trong rừng. Con vật trong rừng nó chết nó tự rã, hoặc là con khác nó tới nó ăn, nó giải quyết là xong. Con người mình không ai dám. Nhưng mà để vậy nó sình nó hôi, cho nên chúng ta phải bắt buộc phải có một phương pháp nào đó để thanh toán một cái thi thể khi đã chết. Nhưng mà tại là con người, mình có một đời sống văn minh, cho nên chúng ta bắt đầu phải tổ chức những tang lễ theo phong tục của mỗi nơi. Việt Nam mình tang lễ rất là rườm rà, đủ thứ hết. Mà quý vị đi qua những cái quốc gia khác tang lễ rất gọn gãy. Như vậy thì mình nếu mình sống trong một văn hóa Việt Nam mà mình thấy một cái lễ tang như vậy mình kêu là đủ đó, không phải đâu. Pháp Hòa ví dụ nha. Thí dụ một cái đám tang mình tổ chức nhẹ nhàng để bày tỏ lên cái niềm thương tiếc của mình một phần, đồng thời trân quý những sự có mặt của bạn bè tới thăm. Những trống kèn inh ỏi là cái không cần thiết cho tang lễ. Mà nếu chúng ta làm mà để lấy mặt mũi với làng xóm, nhưng mà bên cạnh đó làng xóm cũng rất phiền mình. Một cái đám tang mà cả xóm ba đêm không ngủ. Như vậy thì cái đám tang này phước hay tội, hay lỗi hay nghiệp gì đó, mình phải tư duy lại. Chứ đừng quan niệm là đám tang phải đem về tận Việt Nam rồi tổ chức 3 ngày 3 đêm hết đèn đờn Tây tới đờn ta, ỉ o cả đêm cả ngày mà gọi là nở mặt nở mày mà hàng xóm người ta phiền vô cùng. Thì rốt cuộc cái đám tang mà để người ta thương tiếc mà người ta không thương tiếc mà người ta trách móc. Vậy thì việc làm của chúng ta phải suy nghĩ lại. Cái chuyện chôn hay thiêu chẳng qua là một sự giải quyết một thi thể. Cái gì gọn cho con cháu là mình nên làm. Đừng bắt buộc theo ý mình mà các con hơi cực. Chẳng hạn như phải đưa tận về Việt Nam. Làm được thì tốt, nhưng mà nếu mình thấy hoàn cảnh con cái mình khó khăn, không có hoàn cảnh thì thôi, nhẹ nhàng. Đừng bận lòng chuyện chung hay thiếu hay làm gì cả. Pháp Hòa không có nói là cái này đúng cái sai, nhưng mà ở đây mình giải quyết cách nào cho nó gọn gãy. Chôn cũng được, thiêu cũng được, đó là cách Việt Nam mình đó. Chứ còn ở bên Tây Tạng đất đâu mà chôn. Thì buộc lòng Tây Tạng phải có một phương pháp giải quyết khác, đó là đem lên rừng, lên núi cho chim ăn. Thì người ta gọi là điểu tán. Ở bên Ấn Độ á, ít có nghĩa trang lắm, hầu như không thấy nữa.
Mà bên Ấn Độ là chỉ quấn vải rồi đốt, đốt xong rồi thả xuống sông Hằng cho nó trôi ra ngoài sông luôn, gọi là thủy tán, hỏa tán. Còn mình bây giờ á không có cái văn hóa dục cả cái xác xuống sông, cho nên buộc lòng á phải đốt cho nó thành tro rồi mới đem thả sông được. Vì cái đất nước Việt Nam mình không có văn hóa đó. Ấn Độ người ta có văn hóa đó cho người ta thấy nó bình thường. Hay là Tây Tạng có văn hóa mà chặt ra từng khúc cho chim ăn là chuyện bình thường. Nhưng mà mình không có văn hóa đó. Cho nên nó có năm cách tán: thổ tán, thủy tán, hỏa tán, điểu tán, thi lâm tán hay là phong tán. Cách nào là một phương pháp giải quyết, chứ không có tốn xấu gì cả. Còn cái chuyện mà thôi thiêu rồi để ở đâu, để ở đâu có chỗ để là tốt, để ở nhà cũng được, đừng có sợ gì hết. Má mình ba mình mà có gì đâu sợ, nó không để nhà âm khí lắm. Con thường tự giới thiệu là chú tiểu tánh kiến, tuy là con là cư sĩ tại gia tuổi cao niên, giữ năm giới ăn chay trường từ lúc quy y cách đây 5 năm. Lý do là con muốn luôn luôn tự nhắc nhở mình phải khiêm nhường với tất cả mọi người già hay trẻ. Con có một đạo hữu đồng tu sáng nay cho con biết là đạo hữu đó hiểu lầm tưởng là con đã xuất gia nên tỏ lòng tôn kính hơi quá đáng. À, tức là vị này complain nói ông cạo đầu rồi ông xưng ông là chú tiểu làm tôi kính ông hơi quá, bây giờ tôi phát hiện ông không phải hơi hối tiếc. Nếu mình là một vị tại gia phát cái tâm là nói là lý do mình tự gọi mình là chú tiểu để tự nhắc nhở khiêm nhường, nếu mình tự nhắc nhở mình khiêm nhường thì khỏi cần xưng chú tiểu khi mình chưa phải là chú tiểu. Cái nhẹ nhàng nhất là tại gia cư sĩ. Cư sĩ cũng là một người, nhưng mà bây giờ cư sĩ tịnh tu, hay là mình nói là phạm hạnh cư sĩ cũng được, là một cư sĩ ở nhà lo tịnh tu. Còn cái từ ngữ như là tỳ kheo ni, sư cô, sư chú, sư thầy gì đó là từ ngữ của người xuất gia. Đã khiêm cung thì không có lạm dụng cái từ của người khác. Mình giữ cái chữ nhẹ nhàng của mình là phạm hạnh cư sĩ hay là tịnh hạnh cư sĩ. Nói cạo đầu cũng được, mặc áo giặc hò cũng được. Nhưng mà nhiều khi mình mặc vậy cái ta hiểu lầm, ra đường ta thấy mình lụm cụm, ta tưởng hòa thượng. Đó. Thành thử ra mình là cư sĩ, cứ là cư sĩ. Rồi nếu muốn khiêm cung thì cứ tự xưng mình. Hồi xưa đó hòa thượng Tuyên Hóa, khi mà ngài mất cha mẹ đó, ngài cư tang đó, ngài tự gọi ngài là Mộ Trung. Mộ Trung là gì? Người con ở trong đám mộ. Người con trong đám mộ. Và các vị ngày xưa người ta muốn nghĩa là khiêm cung, người ta hay dùng những cái từ rất là bình, rất là nghe là không có kính. Thành thử ra ở đây mình thể hiện, nhưng mà thôi bây giờ để người bạn này cũng may phước là bây giờ bày tỏ cho anh biết. Ông tự xưng ông là chú tiểu, thành thử tôi tưởng ông xuất gia, lâu nay tôi kính ông quá trời luôn. Thay vì tôi mời ông ly nước cho tôi tưởng ông chú tiểu, tôi thêm cái dĩa hồi cực cho tôi à. Thí dụ vậy. Bây giờ mình khiêm cung xưng nhẹ nhàng lại và tịnh hạnh cư sĩ, cũng giống như nay tôi là người ẩn tu, nhưng mà tháng nào cũng đăng báo hết. Quý vị muốn thăm ẩn tu cư sĩ tới chỗ này chỗ kia, ta đọc báo ta nó chờ tới cười quá, tên là ẩn cư mà đăng báo. Bạch thầy, con đang nghi vấn à, con đang có một nghi vấn trên mạng, nghe thầy có bài thuốc chữa bệnh đau khớp có đúng không? Xin thầy hoan hỷ chỉ cho con, tại con bị đau.
Không biết em đính chánh cái vụ này bao nhiêu ngàn lần. Em không có quảng cáo thuốc gì trên Facebook hết. Nếu nói về đau khớp, em đau dữ lắm mà em chưa có thuốc. Quảng cáo thầy tự xưng nha, Pháp Hòa đau bệnh tiểu đường 10 năm, uống thuốc hoài không hết. May thay về Việt Nam uống to này hết bệnh. Ai muốn hết bệnh xin liên lạc vị thầy này. Cái em là người hết bệnh tiểu đường. Rồi em đi quảng cáo thuốc đó. Ngày hôm qua bên Minnesota bị một cô hết 500 rồi. Gửi tiền xong rồi không thấy thuốc. Có khi nhận đại một gói thuốc, email qua Pháp Hòa hỏi thầy ơi, con mới chuyển cho thầy 1.000, thầy đưa cho con gói thuốc này uống làm sao? Pháp Hòa nói xin đừng uống. Tại vì nếu người đó thật sự có thuốc tốt, họ tự quảng cáo, chẳng cần phải mượn danh của ai để làm cái việc kỳ cục như vậy. Cho quý vị đừng có nghe nha, đây là đã tính chánh không biết bao nhiêu ngàn lần. Con có một đứa con, hiện tại nó không chịu ra ngoài. Con cố gắng tìm mọi cách, có đi bác sĩ tâm lý nhưng chưa thấy phát triển, tiến triển. Nó cũng hay nóng giận la hét với con, xin thầy cho con lời khuyên. Trong thế gian, chúng ta có 3 loại bệnh. Chúng ta có thân bệnh, chúng ta có tâm lý bệnh, và chúng ta có nghiệp bệnh. Trường hợp của em này có thể là tâm lý bệnh cộng thêm một phần nghiệp bệnh. Và tâm lý thì nó cần được chữa trị bằng tình thương, sự nhẫn nại. Cho nên mình làm cha mẹ không thể nào làm gì khác hơn, mình chỉ biết tiếp nhận con mình, tạm thời mỗi ngày chăm sóc bằng tất cả tình thương và nhẫn nại của mình, để cho cái tâm ý nó có một vấn đề gì trong cuộc sống nhưng nó chưa thổ lộ được với ai. Bây giờ mình làm cha mẹ thì không thể đuổi nó ra được, thì bây giờ trước hết là mình phải chấp nhận nó là như vậy, rồi bằng tất cả tình thương sự nhẫn nại mình chăm sóc. Bên cạnh đó mình là một Phật tử, cho nên quý vị có thể phát tâm sám hối cầu giải nghiệp cho con, và trong đó có mình. Nhiều khi á, con mình á, nó mang cái nghiệp đó, đó là cái khổ của nó, nhưng mà là cái nguyện của mình. Thay vì mình nói cái nghiệp của mình thì mình nói đây là cái nguyện của mình. Thôi bây giờ con lành mạnh cũng là con, nếu nó lành mạnh nó ở nhà không mình cũng phải nuôi. Huống chi bây giờ nó lại mang một cái tâm bệnh như vậy, mà bây giờ nó chỉ có điều là nó chưa gặp đúng người để nó trút ra những cái niềm đau nỗi khổ khó khăn trong lòng. Trước hết hãy đem tình thương thật sự của một người mẹ, sự nhẫn nại đối với con mình. Tình thương đó ít ra cũng còn nuôi nó được, không làm cho nó khủng hoảng hơn. Cái đứa nó bị như vậy mà cha mẹ nóng lòng, nhiều khi tức giận đuổi nó, mắng nó, kiếm chuyện với nó mỗi ngày, thì mình chỉ tăng trưởng khổ đau trong lòng nó và không giải quyết được. Rồi bên cạnh đó mình cũng nên sám hối, cầu nguyện, gửi cái năng lượng bình an cho con mình, rồi hàng ngày chăm sóc đủ duyên thì nó sẽ có một cơ hội nó thay đổi. Nhiều khi đến một cái tuổi nó lớn, nó có cái suy nghĩ khác. Cuộc đời Đức Phật có 3 sự kiện quan trọng: đản sanh, thành đạo, niết bàn. Trong 3 sự kiện quan trọng trên, Đức Phật đều ở trong hoàn cảnh vườn cây mà không phải nơi cao quý dành cho Ngài. Kính xin Thầy giải thích cho con và đại chúng rõ. Đức Phật có 4 cái điều quan trọng trong cuộc đời Ngài, mà đều xảy ra ở ngoài rừng, ngoài vườn, chứ không phải ở trong hoàng cung. Thứ nhất, Đức Phật sanh ở đâu? Vườn, phải không? Vườn Lâm Tỳ Ni, dưới gốc cây gì? Dưới gốc cây Vô Ưu. Một việc. Vậy thì Đức Phật sanh ở trong vườn, ở dưới gốc cây. Rồi lớn lên, Ngài đi xuất gia,
Ngài thành đạo ở đâu? Ở trong rừng Gaya, dưới gốc cây gì? Cây Bồ Đề. Rồi khi đó Ngài đi đến nơi nào để Ngài chuyển pháp luân cho năm anh em Ngài Kiều Trần Như? Vườn gì? Vườn Lộc Uyển, gọi là vườn Nai. Rồi cuối đời Ngài Niết Bàn ở rừng gì? Rừng Sa La. À, như vậy sự kiện cuộc đời của Đức Phật đản sinh, thành đạo, thuyết pháp, Niết Bàn đều ở trong rừng, trong vườn, gốc cây, mà không phải ở nơi cao quý mà xuất thân của Ngài. Điều này để nói lên Đức Phật là người sống đơn giản và rất yêu chuộng thiên nhiên, bảo vệ môi sinh và môi trường. Cái môi trường này chúng ta phải hiểu rộng. Thí dụ như mình là một người xuất gia, có phải cái môi trường lành mạnh thì làm cho đời sống tu hành mình nó khác hơn không? Bây giờ nếu mình là người xuất gia, mình không ở chùa, nhưng mình lại thích đi giao du ngoài chợ, ngoài búa, ngoài chỗ shopping, thì cũng là một môi trường. Nhưng môi trường đó không thể nào làm cho mình thăng tiến được cái đời sống phạm hạnh của người xuất gia được. Một đứa con nó ở trong nhà mình, mà ngày nào cái môi trường của nó phải hưởng là sự la hét của cha mẹ, sự gây gỗ, sự đánh đập, vân vân trong gia đình. Vậy thì môi trường con của mình ở nó không có lành mạnh, nó không có thiên nhiên. Mà nếu như cha mẹ mà sống trong nhà mà có một cái hạnh phúc, thí dụ có tức giận nhau vô trong phòng, hoặc là ra một khúc, một chỗ nào đó mình nói chuyện, không bao giờ để cho con cái mình nó bị ảnh hưởng những cái không khí bất hòa của cha mẹ, thì mình tạo một cái môi trường sống cho con. Một cái cây á, mà nó thiếu cái môi trường sống, nó cũng không thể xanh tươi tốt đẹp, huống chi là con người, phải không? Như vậy Đức Phật á, nó là Đức Phật á, ở trong một cái môi trường lành mạnh thiên nhiên, để muốn nhắc nhở chúng ta. Đức Phật muốn nhắc nhở chúng ta rằng bất cứ chúng ta là ai, nhưng mà không người nào mà không cần một cái môi trường lành mạnh để sống. Không có môi trường nào tốt cho đẹp mà thoáng khí mà nhẹ nhàng bằng một cái môi trường sao cây cỏ xanh tươi, phải không? Cho nên đó, quý vị đi đến chùa mà thấy có cảnh có cây nó cũng khác. Đó là bất cứ ai, người giàu, người nghèo, người gì cũng đều cần một cái không khí trong lành để hít thở, để sống cả. Vậy thì người đời, người đạo, người trẻ, người già, người bệnh, người khỏe, tất cả đều cần một môi trường lành mạnh để sống. Ở đây Đức Phật, khi mà nói tới chỗ này thì chúng ta nói đến Đức Phật đã đi về một cái môi trường thiên nhiên. Mà từ môi trường thiên nhiên đó, chúng ta phải để chú ý tới cái chỗ môi trường sống. Và Đức Phật là một người cao quý, nhưng suốt cuộc đời Ngài ở những cái chỗ rất bình thường. Như vậy một người sống của chúng ta bình thường là tốt hay bất thường tốt? Bình thường tốt, phải không? Cho nên chữ Như Lai là gì? Như Lai nghĩa là gì? Đến như thế nào, đi như thế đó. Đức Phật đến cuộc đời này như một con người bình thường, cũng có cha có mẹ sinh ra. Rồi Đức Phật cũng lớn lên và cũng già, cũng bệnh, rồi cũng qua đời như bất cứ con người nào. Đây là cái chỗ bình thường của Đức Phật. Nhưng mà ở cái chỗ sanh cho tới cái chết, sống cho tới cái chết của Ngài á, đều có cái sự tỉnh thức giác ngộ trong đó. Y như mình, nhưng mà mình thì đụng đâu khổ đó. Thì Ngài, nhưng mà đối với Đức Phật thì sao? Ngài tỉnh, Ngài giác, cho nên Ngài không để những cái đó nó làm khổ mình. Cho nên thưa đại chúng, khổ vui chẳng qua là qua kẻ mê người tỉnh. Người mê thì khổ tơi bời và buồn trách với cái khổ. Người tỉnh thì không để cái khổ đó nó làm khổ mình. Cho nên tức, ví dụ như cũng là cái món ăn, nhưng mà người mê thì ăn phiền não. Thí dụ bây giờ bữa nay mình ăn cái món này nó chỉ thiếu một chút chua thôi thì cũng ăn. Mình nói chi nói hoài mà cũng hết gì á, mà rồi làm phiền mọi người, mà người ta khó chịu với cái nấu thiếu sót của người ta, thì cũng ăn mà ăn trong cái mê.
còn người tỉnh đang ngon lành. Cho nên đó, ngài Hoằng Nhất Đại Sư ấy, có một hôm có một ông tướng đến thăm ngài, thì ngài vẫn mời ông tướng ăn cơm với ngài bình thường nha, chứ không có làm gì đặc biệt hết. Mỗi ngày ngài ăn cơm với lại củ cải muối mặn. Ăn xong cái ông nói: Hòa thượng ăn cơm chi mà ngày nào cũng cái món củ cải này nó mặn quá. Thì hòa thượng mới nói: mặn nó có ngon của mặn. Nhờ vậy cho nên ăn xong rồi uống miếng nước lạnh vô thấy nó ngon của nước lạnh, chứ bình thường uống nước lạnh thấy ngán. Ví dụ vậy. Đó là một câu chuyện rất nhỏ, nhưng mà để cho chúng ta thấy cái đơn giản của cuộc sống. Cho Đức Phật ở đây ngài chỉ muốn nói cho chúng ta biết đơn giản của cuộc sống, thiểu dục tri túc, bảo vệ môi trường, sống với thiên nhiên. Và ở đây Pháp Hòa chỉ muốn nhấn mạnh và để cho chúng ta tô đậm lên cái môi trường, cái môi trường của tất cả con người chúng ta rất cần. Nếu mà chúng ta sống mà một cái môi trường không lành, thí dụ như một đứa con nó có rất nhiều đồ chơi ăn uống trong gia đình, nhưng mà cái môi trường sống nó là cái môi trường của sự gây gổ hận thù thì đâu có tốt cho nó, vì đã hàng ngày nó chỉ tiếp xúc cái đó. Cho nên mình nuôi một đứa nhỏ nó quan trọng lắm, tạo cho nó một cái môi trường. Pháp Hòa hay nhắc các thầy ở chùa, sau này mình nhận mấy em nhỏ đó, phải làm sao tạo cho mấy em có một không khí gia đình, đừng để nó cảm thấy nơi này là cái nơi gọi là răng đe roi vọt. Không, mình không thể biến ngôi chùa thành cái chỗ răng đe roi vọt, nói không được là quất là phạt, mà phải đem tình thương cảm hóa nó. Mà để chi mai mốt lỡ nó không còn tu á, nó còn vẫn thấy đó là một ngôi nhà nó trở về. Chứ đừng để nó ra đi rồi nó hận thù, thấy đâu thầy chùa đâu ghét đó. Hồi nhỏ đánh nó quá, răng đe nó quá. Đó không phải phương pháp. Mà có thể ngày xưa đó là cái phương pháp đó để chi? Để vì các chú nhỏ cái môi trường ở Việt Nam nó khác. Cái môi trường ở đây nó không có thiếu thốn. Nó là những đứa nhỏ được cưng yêu của cha mẹ, chẳng qua là bây giờ nó thích vô chùa nó ở thôi. Thì mình tùy thuận cái thích nó trong lúc này. Một đứa nhỏ mà vẫn còn yêu thích cái lành mạnh, cho nên mình phải thương yêu nó, mình chăm sóc nó, để nó có được môi trường nó thấy rằng chỗ nó chọn là một cái môi trường lành mạnh, được thương yêu, được chăm sóc. Chứ không phải cái chỗ mà hở chút là đánh đập, la rầy nó. Thì một đứa nhỏ như vậy lâu ngày nó trở thành một đứa sợ hãi. Và mình làm sao mà người nhỏ mà đối với người trên đó, mà vừa sợ mà có cái thương, chứ không phải sợ một cái kiểu mà hốt hoảng. Hai cái sợ nó khác nhau. Cho nên trong cái bản tụng Lăng Nghiêm, đại chúng ngưỡng quan quý ái kim bảo, vừa sợ mà vừa thương. Đối với Đức Phật có sự tôn nghiêm mà làm cho mình phải cung kính, nhưng trong sự cung kính đó không có sợ hãi một cách sợ hãi, mà sợ cung kính và trong đó đầy tình thương. Mình nuôi con, mình giữ một đứa con nít, làm sao phải được như vậy đó. Chứ còn không thì nó sẽ biến nó thành một cái đứa nhỏ, nó repeat cái đó, nó lặp lại cái đó đối với tất cả những người thân của nó. Pháp Hòa có một anh Mỹ có vợ Việt Nam, nhưng mà cuối cùng anh hành khổ vợ anh bằng sự lạnh lùng. Nhưng mà khi điều tra ra anh không cố tình như vậy, nhưng mà tại vì từ nhỏ anh đã sống trong một môi trường là gia đình tan vỡ, cha mẹ không có hòa hợp, ly dị. Và một tuần anh ở với ba, ba đi làm suốt, anh cũng im lặng và không được sự chăm sóc. Tuần sau anh về với mẹ, mẹ cũng đi làm và có bạn, cho nên bạn mẹ cũng chỉ sống và chấp đưa con về nhà một tuần vậy thôi, nhưng mà thiếu đi sự chăm sóc. Thành thử ra anh đã được nuôi dưỡng bằng một cái môi trường như vậy. Lớn lên anh cưới vợ, mà người Việt mình thì khác phải không? Người Việt mình là con cái phải ăn cơm chung, rồi cha mẹ, nói chung là một cái gia đình rất là Việt Nam. Anh không hợp với cái môi trường đó, cho nên cái mỗi lần mà tập hợp là anh lên lầu anh nằm. Thì cả gia đình bên vợ cứ nghĩ rằng anh này anh tánh tình kỳ cục, không có hòa hợp với gia đình. Và mỗi lần như vậy thì làm cho người vợ rất khó chịu. Bây giờ giữa chồng với lại gia đình, mà thật sự chỉ cũng lên tâm sự là con cũng sống trong cái hoàn cảnh này mỗi ngày, nhưng mà con biết nói với ai?
Đi làm về không nói một tiếng nào, lên phòng đợi tới cơm xuống ăn rồi cứ cắm cúi ăn. Rồi Mạnh con làm gì con làm, Mạnh mấy đứa nhỏ làm gì làm, không có một cái lời nói, một cái cử chỉ gì cả. Cho đến một ngày Pháp Hòa được ngồi nói chuyện với anh, thì Pháp Hòa mới hiểu được hết cái hoàn cảnh của anh. Quả thật có hiểu mới có thương, hiểu anh rồi thì thương anh hơn. Và từ cái thương đó mình hiểu cái hoàn cảnh của anh, mình bắt đầu từ từ lôi anh ra khỏi cái môi trường đó. Cho nên hồi nãy một đứa nhỏ mà ở trong phòng đó, quý vị cũng tìm cách lâu lâu xin nó ra 10 phút, con hay con, mẹ nấu cơm lặt ra không kịp á, con phụ mẹ 10 phút nha con. Con hay con, phụ mẹ rửa chén đi con. Mình đôi đem nó ra khỏi cái môi trường đó. Con ơi con đi thông dịch giùm mẹ đi, mẹ đi bác sĩ mà mẹ không biết tiếng Anh nhiều, mặc dù mình có thể mình biết. Hay là mình đi chợ đi đâu, con đi với mẹ đi, đi với mẹ cho vui. Đứa nhỏ đó nó không có cái gì gọi là nó xấu hết á, chẳng qua là nó đang cần cái sự nhẫn nại, từ bi và phương cách của mình. Cho nên mình không đem nó ra được trọn ngày đâu. Nó làm chừng chút xíu là nó lẻn nó vô phòng nữa à. Nhưng mỗi ngày mình đều tìm cách đem nó ra khỏi cái căn phòng của nó, để nó có thể gần gũi mình 5 phút cũng được, 10 phút cũng được. Rồi từ từ, tại vì bệnh thì phải chấp nhận thôi, mà có bệnh thân, bệnh tâm và bệnh nghiệp. Thì bây giờ mình là người hiểu biết tâm lý thì mình phải chuyển hóa nó. Bên cạnh mình là Phật tử nữa, mình có phương pháp sám hối nữa. Cho nên lại sám hối, tụng kinh để mày giải cái nghiệp cho mình và cho con. Nghiệp là gì? Nghiệp là cái hoàn cảnh, một cái đời sống mà là chấp nhận như vậy gọi là nghiệp thôi. Thí dụ như một cái người mà sáng sỉnh chiều say mà cứ thích sống trong cái cảnh đó thì cũng là một dạng nghiệp. Tức là chấp nhận bằng lòng sống hoài trong một cái cảnh khổ đó mà không ra được. Nhưng một con dòi, mình nói với con dòi, dòi ơi đi ra đi, nói sao được, tại vì cái nghiệp đó là nó ở trong đó và nó cảm thấy chỗ này là cái môi trường tốt nhất của nó. Thì cho nên trong cuộc đời mình gặp có những người sống trong cái cảnh mà mình thấy không ra gì, mình kêu họ ra mà họ không ra, cũng đừng buồn họ, vì họ có một cái chiêu cảm nào đó của cái nghiệp lực đó mà mình nói không được, tại mình không phải trong môi trường đó. Nhưng mà muốn cảm hóa họ thì phải có tình thương như Ngài Địa Tạng, phải có ý chí kiên cường như cái tích trượng của Ngài Địa Tạng, phải có cái tâm sáng suốt biết tìm phương cách như viên minh châu trên tay Ngài Địa Tạng, phải có cái tâm giải thoát không vướng mắc không chấp ngã như thân tướng của Ngài Địa Tạng là thân tướng của một người xuất gia. Các vị Bồ Tát khác đều có tóc, đều mang chuỗi, mang ngọc, mang bông, duy có Bồ Tát Địa Tạng là hình tướng của người tu. Hình tướng của một người xuất gia là tượng trưng cho giải thoát. Trên tay Ngài cầm viên minh châu là tượng trưng cho trí tuệ. Cây gậy mà Ngài cầm trên tay là tượng trưng cho tâm kiên trì. Chỉ có tâm kiên trì, chỉ có sự trí tuệ, chỉ có giải thoát mới có thể đưa chúng sanh ra khỏi cái vòng khổ đau. Cho nên việc làm của Ngài Địa Tạng là cực hơn các vị khác. Có phải mình chăm sóc một người ăn nói đàng hoàng khỏe hơn chăm sóc một người mà họ không nói gì hết không? Thì nói mình chăm sóc một người mà không nói gì hết, không biết không muốn cái gì. Nhưng mà sự nhẫn nại và lòng từ bi của mình thì cũng phải làm được thôi. Xin thầy cho con hỏi, có người nói đang nghe pháp mà nói chuyện làm việc riêng thì kiếp sau thành con lừa, có đúng vậy không ạ? Tại con hay nghe, tại con hay vừa làm việc vừa nghe thầy giảng. Thưa đại chúng, có thành lừa không thì Pháp Hòa không biết nha. Nhưng mà Pháp Hòa chỉ thưa theo cái thế này: khi mình ngồi yên lắng mình nghe pháp thì lời pháp nó rót vào trong mình một cách trọn vẹn. Khi mình vừa làm việc mình nghe pháp cũng tốt, nhưng mà cái nghe đó nó chập chờn, nó có khúc được khúc mất, khúc nhớ khúc quên, kết quả nó khác tùy theo cái nhân mình đối thôi, chứ không có bị mắc cái quả báo gì cả. Mà nếu mà nghe pháp mà vừa làm vừa nghe pháp mà thành lừa thì chắc là chỉ được một người ngồi nghe thôi, tại vì phần lớn đi làm về phải nấu ăn.
hiểu không? Vừa làm vừa phải nấu ăn thì làm sao mà có thể ngồi trọn vẹn nghe pháp? Thì thôi, ai muốn, ai có thời giờ, thí dụ một bài pháp đó mình mở mình nghe, vừa làm mình nghe, xong mình thấy cái bài này có nhiều cái điểm mình cần nghe lại, bắt đầu tìm chỗ, tìm giờ ngồi nghe thấu đáo để mình tiếp nhận trọn vẹn. Còn nãy mình nghe dạo, nghe lướt, nghe dạo trước, giống như mình coi phim vậy đó, coi lướt lướt vậy đó, hay thì coi lại trọn bộ. Thì cái mình tác động như thế nào thì cái quả nó vậy thôi. Mình nghe, mình vừa làm vừa nghe thì làm sao nhớ được trọn như mình ngồi mình nghe. Tụng kinh cũng vậy, vừa làm vừa tụng cũng được, nhưng mà không bằng chúng ta có một thời khóa hẳn thôi, để chúng ta trọn vẹn sự thanh tịnh, và chúng ta trọn vẹn một cái thời khóa quân tu của mình, không hề tội gì cả. Còn ai đó nói mắc tội con lừa gì đó thì cái đó các vị nói chứ qua không biết. Đức Phật dạy một bậc thánh có bốn việc nên làm: điều gì biết nói biết, điều gì không biết nói không biết. Bây giờ mình không biết thì mình nói tôi không biết, nhưng mà theo tôi hiểu là vậy. Bây giờ một người mà làm bài, mà chú tâm làm bài với một người vừa làm bài, vừa nghe nhạc, vừa xem phim, vừa nói chuyện, vừa thế này thế kia, thì có thể là bị sai. Còn người nào mà ngồi đó mà chú tâm làm bài thì cái bài nó sẽ khác. Chẳng những nó mau mà kết quả nó cao. Còn mình làm lăng xăng thì nó không được mà kết quả nó không tốt. Vậy thôi. Chứ còn mà nếu Phật giáo mà cái gì cũng hăm dọa đọa con này đọa con kia thì tội cho người ta quá. Thưa đại chúng, là nếu quý vị có nghe những cái lời như vậy, quý vị cứ nhận đơn giản thôi như một sự nhắc nhở để cho mình biết trân quý, cũng không đả phá, nhưng mà cũng đừng có nghĩ rằng sao Phật giáo kỳ. Cứ đơn giản nghĩ là có các ghệ muốn nói như vậy để cho chúng ta đem hết cái tâm của mình vào trong cái việc chúng ta làm. Làm sao để nhận biết và kềm chế cơn nóng giận? Ai cũng có nóng giận hết. Bây giờ ví dụ như quý vị nấu cơm nè, nấu canh trên lò đó, nếu mà lửa nó vừa sôi lên, quý vị biết không? Biết, cho nên phải hạ lửa xuống, vớt bọt để nó khỏi trào, quậy nó một cái để cho nó khỏi có phải trào. Tại sao nấu ăn nó vừa sôi thì biết bớt lửa, mà cơn nóng giận trong lòng nó vừa lên không biết tắt? Vậy cứ lo tắt lửa lò mà quên tắt lửa lòng. Sắp sửa đi ra cửa dán một tờ giấy tổ bố nhớ tắt lửa lò. Vậy mà ra khỏi cửa quẹt xe lửa lòng nó phực lên. Lửa lò nó có bật, nó chỉ cháy có cái nhà thôi. Còn lửa lòng mà nó lên cháy cả hạnh phúc gia đình. Cho nên Đức Phật dạy trong kinh đó, thỉnh thoảng phải quán vô thường. Thỉnh thoảng phải quán rằng á, khi bây giờ trước hết nè, khi mình giận, ai là người khổ đầu tiên? Đó. Như vậy Đức Phật nói đúng gì nữa? Ai mà giận là người đó là người khổ đầu tiên. Mà bệnh mà do cái cơn giận lâu ngày rồi nó hậm hực đó. Có người thì bệnh tim, có người bệnh này bệnh kia, có khi bị tăng xong đọc tiểu sử lên, má con tu hành bao nhiêu năm đã an nhiên thị tịch sau một cơn giận. Uổng quá. Khi mình giận, mình là người khổ đầu tiên, và người giận là mất khôn, hai việc. Cho nên có ai mà giận mà nói lời dễ thương không? Mà có người nào mà tức mà sáng không? Thường thường là tức tối không? Không ai mà nói tôi tức sáng không? Tức là tối. Tức là tối tâm. Tối tâm từ ngôn từ, từ hành xử, cho nên từ tất cả những cái mà đời sống như chúng ta. Cho nên lấy mấy cái đó làm tiêu chuẩn. Lo tắt lửa lò, phải biết tắt lửa lòng. Mà lửa lò mà lỡ mà không tắt thì cháy cái nhà thôi. Còn lửa lòng mà không tắt là mất cả gia đình, mất cả hạnh phúc. Cho nên ai cũng có sân hết, ông thầy cũng có sân nữa. Nhưng mà cái khác giữa người tu á, là chúng ta biết mình sân.
Biết mình sân để làm gì? Để đừng có nói những lời sân. Tại vì tu là phải biết, mà trước hết là biết mình những cái tâm hành đó đang sinh khởi trong ta. Giận, buồn, vui, tức, biết. Biết để làm gì? Để khom nó xuống. Để đừng để cho nó thô tháo, thốt cái lời nói không dễ thương. Câu hỏi này: bà xã của tôi 3 năm trước khi qua đời, bà nghe thầy giảng pháp một ngày gần 8 tiếng đồng hồ. Khi bà qua đời ở tuổi 83, bà không bệnh đau một ngày nào, không phiền hà chồng con một giờ nào. Tôi cũng muốn chết như vậy, nhưng tôi không có 8 tiếng để nghe thầy thuyết pháp mỗi ngày vì còn kẹt hai job full time. Xin thầy cho biết tôi phải nghe giảng tối thiểu mấy tiếng mỗi ngày, và xin thầy cho tôi biết YouTube nào quan trọng nhất cần phải nghe. Cái này là quan ông địa, đâu phải là bà cụ nghe pháp 8 tiếng rồi bà đi ngọt đâu. Nhưng mà thật sự nó cũng có một phần kết quả là vì nghe pháp nhiều cho nên lời pháp nó sống với mình, nó làm bạn với mình mà mình không làm bạn với phiền não khổ đau. Đức Phật dạy trong kinh đó, hãy làm bạn với thiện. Người làm bạn với thiện mỗi ngày thì người đó sẽ giảm đi những phiền não. Ví dụ bây giờ một ngày quý vị mở kinh, quý vị mở sách, quý vị đọc nhiều hơn, quý vị nói chuyện thị phi, thì cái kết quả nó sao? Mình giảm được chuyện thị phi mà mình mở mang được hiểu biết. Như vậy thì bà cụ đây cũng không phải là không đúng, nhưng mà cái quan trọng là bà có hành trì những cái pháp bà nghe. Trước hết là bà làm bạn với thiện. Nhưng mà bà làm bạn với thiện mà bà thật sự thân cận với thiện. Bây giờ Pháp Hòa giải thích hai chữ thân cận nha. Thế nào là thân mà thế nào là cận? Nếu mình gần thầy, sát bên thầy, đi đâu cũng có thầy với mình, cái đó mới thân thôi. Mà sau lưng thầy, trời ơi, mình ra quay với tất cả, này không cận. Thân mà không cận. Nếu mình ở gần thầy, mình phải hiểu được tâm ý của thầy đối với mọi người. Thầy thương mọi người, thầy trân quý mọi người. Thì mình là một người gần thầy, mình cũng phải học cái hạnh trân quý mọi người của thầy. Cũng giống như một cái người thư ký của một bác sĩ. Ông bác sĩ ông rất giỏi, bệnh nhân nào cũng muốn tới tìm hết, mà khổ nổi ông gặp cô thư ký. Cho nên rốt cuộc bệnh nhân ve đi chỗ khác hết. Là tại vì cái cách hành xử của cô thư ký. Đáng lý ra ông độ cho rất, ông giúp được rất nhiều bệnh nhân, mà rốt cuộc tại cô thư ký mà ông mất tiền, mất bệnh nhân, ông mất đi cái cơ hội chữa bệnh cho người. Thì Đức Phật cũng vậy. Chúng ta là những người đệ tử, chúng ta đừng có chỉ thân mà không cận. Thân cận nghĩa là chúng ta gần gũi và cái tâm nguyện mình theo cái lời, cái cách hướng dẫn của thầy. Cho nên mỗi ngày mình niệm Phật, mình nghe pháp là mình thân với thiện, làm bạn với thiện. Nhưng mà cuối cùng hỏi chị có thân với cái đó không? Dạ thân lắm, nhưng mà giận lên rồi thì thân ai nấy lo. Cho nên mình làm bạn với thiện mà nghe pháp mình cũng. Nhưng mà thật sự bà cụ mà đi thanh thản là nhờ bà đã thấm nhập được lời pháp. Bà sống cái người nào đơn giản nè, người nào muốn đi nhẹ nhàng, đời sống hàng ngày cũng phải nhẹ nhàng. Cái nhân sao cái quả đó vậy? Không có chấp trước, không có buồn, không có la rầy, không có thắc mắc gì. Đời sống đơn giản thì mình có đi thì cũng đi nhẹ nhàng thôi. Cho nên nhiều người lên hỏi thầy ơi sao chết dễ. Pháp Hòa nói muốn chết dễ thì sống dễ. Mình sống dễ thì mình chết dễ. Còn mình không sống dễ thì chết dở. Mình sống dở là chết dở. Cho nên cái nhân thì nó cái quả. Có một cái cô đó Pháp Hòa quen, cô bán cái gì cũng nhanh hết, cô nói giá là người ta mua. Thì mà trong khi đó cũng cái tiệm đó mà người khác đứng bán không được. Mặc dù nói giá bằng hoặc là nói giá thấp mà hồi người ta cũng sao sao người ta không mua.
Pháp Hòa mới nói cô biết tại sao cô được cái duyên đó, tại cô sống với mọi người cô cũng dễ và cô mua đồ cũng dễ. Thí dụ cổ thích món đó, cổ nói cái, họ nói cái giá, cổ cũng nói cái giá, được thì mua, không được thôi, không có phiền, không có kèo này. Mà cổ thấy cái giá đó phải chăng mà cổ mua được, cổ mua, mua rất là dễ, cho nên bán cũng dễ. Cho nên mình đơn giản là mình sống dễ chết dễ, còn sống dở chết dở. Mà ta kêu sống dở chết dở là ương ương. Mỗi khi con tụng kinh hoặc nhìn hình Phật con đều muốn khóc, xin thầy giải nghĩa. Thì nó dương nước mắt rồi nó khóc cho cái gì. Trời đất ơi, đọc thơ tình cũng khóc mà. Đọc kinh Phật hay hơn thơ tình nhiều, khóc là chuyện bình thường. Xin thưa đại chúng, cái này làm Pháp Hòa nhớ đến là lời dạy của Hòa Thượng Tinh Vân. Hòa Thượng Tinh Vân ngài có dạy như thế này, đây là bốn phương pháp niệm Phật của ngài. Thì trong Pháp Hòa giải thích hai cách, ngài nói là mình có thể niệm Phật một cách bi thiết. Niệm Phật bi thiết nghĩa là niệm đến mức độ là khi mình niệm đến danh hiệu của Phật là tâm mình khóc, lúc đó là mình với Phật là một. Còn khi mình tụng kinh cũng vậy, mình tụng kinh mà mình khóc á, nghĩa là cái lời kinh nó thấm mình. Còn mình tụng kinh mà mình không có thấm, mà bình thường là cái lời kinh đó mình tụng thôi, nhưng mà cái chuyện khóc này là lâu lâu. Còn nếu mình thường khóc là cứ khóc đi, khóc hết nước mắt cho nó bình thường lại, không có gì trở ngại, không có phải khùng điên, không phải ai nhập ai dựa gì mình đâu. Ở bên Ấn, ở bên Nhật Bản, Pháp Hòa quên cái thành phố gì nữa, mà Pháp Hòa có đến đó, nơi mà người ta lập một cái đài, một cái nhà tưởng niệm ngày Huyền Trang, và ở trước cửa, cái cửa của cái nhà tưởng niệm nó chỉ để hai chữ thôi: bất đồng. Bất đồng. Thì khi mà đến đó các vị mới kéo Pháp Hòa lại: thầy, trên nó để chữ gì vậy? Pháp Hòa nó để chữ bất đồng. Các vị không hiểu bất đồng này. Pháp Hòa giải thích: phương Đông là chỉ cho xứ Trung Quốc, phương Tây là chỉ cho Ấn Độ, mà cuộc hành trình của ngài Huyền Trang là từ Đông sang Tây. Và trên đường ngài đi có những lúc yêu ma quỷ quái như trong truyện đó, có nghĩa là những lúc ngài đi qua những bãi sa mạc, đi qua những nơi nguy hiểm, nhưng ngài dứt khoát thà làm ma ở xứ phương Tây, không trở về là một người hưởng phước của phương Đông. Cho nên ngài bất đông nghĩa là không bao giờ trở lại phương Đông nếu cuộc hành trình chưa viên mãn. Cái niềm tin bất hoại của ngài Huyền Trang đôi khi chúng ta chưa đủ. Chúng ta có niềm tin nhưng mà niềm tin của mình dễ lung lay quá. Đừng có nói chuyện mà niềm tin làm ăn, niềm tin vào tình yêu, niềm tin vào người thương của mình không đủ, và thậm chí mình không đủ tự tin, cho nên rồi mình cũng tu chưa tới đâu. Tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin Giới, tin Thầy, tự tin, tin Nhân, tin Quả, tin Lý, tin Sự, nhiều cái để mình tin, và nhiều yếu tố đó để niềm tin mình tốt hoài. Cho nên ngộ không không có được cái niềm tin đó, còn ngộ không phải đi theo ngài. Cho nên quý vị thấy không, bất cứ chuyện gì xảy ra, dù là tài cán như ngộ không rồi những hai người sư đệ kia cũng đều hội ý với ngài hết, và chính ngài là người quyết định mọi việc. Tại vì cái sự chân thành và niềm tin của ngài làm vững cho phái đoàn. Khi chúng ta ở trong nhà mình nuôi bệnh ai, mình cũng phải có một niềm tin vững chãi như vậy, để làm cái gì? Làm cái trụ cột cho người bệnh. Người bệnh nhiều khi họ mất niềm tin, họ sợ họ không đủ sức khỏe, mặc dù mình biết có sống thì phải có chết, nhưng để cho người bệnh giây phút nào chưa có give up, buông xuôi, thì mình phải làm cho người bệnh tăng cường
cái niềm tin, sức sống. Cho nên mình phải có sự vững chãi của chúng ta. Có những lúc Pháp Hòa đi giảng là kiệt sức, rồi mấy vị nói thôi bây giờ thầy hủy chuyến đi, hay là thầy không giảng nữa không? Trừ khi nào Pháp Hòa không còn thể nói ra được tiếng, hay không còn ngồi dậy, còn xô đã nhận người sầu bị hồi nãy còn khoảng 10 phút nữa, trên đường đến đây còn 10 phút nữa thôi. Thì Pháp Hòa nghe đi sư trụ trì gọi cho em Phật tử chết rồi, bây giờ ngoài đông quá rồi sao? Pháp Hòa nói ráng thu xếp để em thôi, chắc vì ở xa mà người ta phải quay về thì tội lắm. Những người mình lái cả tiếng 2 tiếng tới đây rồi mà không được về, phải đi về thì cũng hết. Mà xin phép đại chúng, nãy Pháp Hòa còn thoáng nghĩ chút nữa. Nãy Pháp Hòa bước xuống mà thấy còn ngoài đông có Pháp Hòa sợ người ta cho vô mình ấy. Pháp Hòa thấy nếu mà lỡ người ta cho vô cái những người đứng ngoài á, mình bù lỗ cho người ta, cho người ta chụp vài tấm hình mình sẽ đi về. Thương đến vậy. Cho nên mình học của Ngài Huyền Trang là sự chân thành và niềm tin. Vì Ngài niềm có niềm tin như vậy cho nên Ngài đi bộ, quý vị biết là Ngài đi rồi về không bao nhiêu ngày không? Ngài Huyền Trang đi bộ, đi và về không là 7 năm. Ngài Huyền Trang ở lại Ấn Độ học tiếng Phạn 10 năm. Suốt cuộc hành trình của Ngài Huyền Trang là 17 năm. Khi về đến Trung Quốc, Ngài được vua Đường hỗ trợ cho cái công trình dịch kinh của Ngài. Và Ngài đã bỏ ra 19 năm để dịch kinh, dịch những bộ kinh từ tiếng Phạn sang tiếng Hán. Bây giờ có nhiều bản kinh mà chúng ta đang tụng đó, hàng ngày đó, là bản kinh dịch của Ngài. Cái bản phổ thông nhất chính là bài Bát Nhã Tâm Kinh mà ngày nay chúng ta tụng mỗi ngày, Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Đó là bản dịch của Ngài Huyền Trang, 265 chữ. Đó là bản kinh tinh yếu, gọi là tâm kinh mà. Nó tổng hết ý nghĩa của Bát Nhã 600 bộ. Cái hệ thống giáo lý Bát Nhã của Phật giáo Đại Thừa là 600 tập. Vậy mà gom hết lại, cố đọng lại, tinh yếu lại trong một bài Bát Nhã Tâm Kinh gọn gãy gồm 265 chữ. Nghĩa lý sâu màu vô cùng. Nhưng mà cuối cùng câu thần chú rất đơn giản: cố gắng hơn nữa để vượt qua tất cả khổ nạn để đến bờ bên kia. Trời, câu thần chú vậy đó mà ở trên giới thiệu dữ lắm. Đây là thần chú đại linh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, không có gì hơn chú này hết. Chú này là chú nào? Chú này là chú bự chứ không phải chú tiểu. Chân thật bất hư, mà thật đây là một câu chân thật bất hư. Cố gắng sẽ vượt qua tất cả, phải không? Trên đường đạo không gì bằng tinh tấn, không gì bằng trí tuệ của đời ta. Sống điêu linh trong kiếp sống ta bà, chỉ có tinh tấn là vượt qua tất cả. Điều thứ hai, mình có thể học ở trong cái câu chuyện của thầy trò Huyền Trang, đó là nhân duyên hội ngộ của thầy trò. Một con người bình thường vậy mà kết nạp ba dị tướng. Ngài Huyền Trang đẹp bao nhiêu, Ngài Huyền Trang đẹp bao nhiêu thì ba đệ tử nhìn sao, yêu quái bấy nhiêu. Một con heo, một cái người mà râu ria nhìn xấu dở, một con khỉ. Quý vị nhớ là đi đến đâu quý vị, thì Ngài Huyền Trang vừa bước ra thì ta nói xin chào trưởng lão, và người ta té ngửa, yêu quái. Ngài phải nói dạ không,
họ chính là đệ tử của tôi. Quý vị nhớ không? Và có phải ba người là ba tính tình khác nhau không? Ngộ Không thì thông minh như đống này, ngộ Năng thì mập mạp, lười biếng, ham ăn, ham ngủ, ham sắc, ham tiền, ham danh, vậy mà vẫn làm đệ tử Ngài. Ngộ Tịnh thì ba phải yên lì, chỉ biết gánh đi trong đoàn thôi, nhưng mà tất cả đều làm đệ tử của Ngài. Có nhiều khi mình cũng bực, trời trời, tôi vậy mà gặp người vậy, tôi vậy mà gặp người phía kia, tất cả đều là nhân viên. Nhưng mà thưa đại chúng, chính họ như vậy, họ nhân viên với mình để mình làm gì? Mình giáo hóa họ, mình cảm hóa họ. Cho nên trong cái tình thương mình gặp nhau, mình thương cái người đó đó, là mình nghĩ mình thương lắm rồi, thương đắm, thương đuối rồi. Và thậm chí mình nói đời anh mà không có em mà như ngày thiếu nắng, như là búa thiếu kèm. Nhưng mà mình biết rằng mình mới thấy cái gì của người đó, mình mới thấy một cái mặt nổi mà. Nhưng mà mình gần lâu thì mình sẽ thấy được những mặt chìm, và bắt đầu mình sẽ tá hỏa luôn. Mình phải hát cái bài thôi rồi còn chi đó em ơi. Nhưng mà chân lý nó cũng cho mình ok, chỉ còn lại chân dư âm thôi. Nhưng mà ngay lúc mình nhận ra những người đó có những cái xấu, chính là lúc thể hiện tình yêu của mình. Yêu đâu phải chỉ cái đẹp của người đó, mà yêu luôn cả cái dở của người đó, và làm sao cảm hóa làm cho cái dở người đó trở nên tốt, đó mới là tình yêu. Nếu như ai đến với mình đẹp thì để, xấu thì dùng, rốt cuộc không có cái gì xài được, bị cái gì cũng dùng hết. Nhà mình có những cái dao nó cùng xấu xí, vậy mà vẫn giữ. Tại vì này, dao này xài ngon. Có những cái chảo nó luôn gãy mà vẫn để xào tốt, có không? Có những chiếc áo rách mà vẫn để mặc, tại vì mặc comfortable. Có những cái chiếc giày nó cũ, có tiền dư mua, nhưng đôi này mang thích chân nhất, cho nên đi sửa mang, chứ còn không mua đôi mới. Đây là thể hiện tình yêu. Có một chiếc xe Toyota màu trắng đậu sau xe người khác cần ra gấp. Chiếc xe mang bản kỳ số 6LLC989. Cho nên thầy trò ngày Quyền Trang là một cuộc hội ngộ ly kỳ. Và mình nhìn lại có thể trong cuộc đời mình cũng có những hội ngộ như vậy. Mình rất giỏi nhưng mà có thể gọi ngộ một người không có giỏi. Nhưng mà tất cả nếu không phải là nhân, không phải là duyên thì là không có quả. Nhân quả là mình nói gọn, còn nói cho đủ của nhân quả phải là nhân duyên quả. Nếu mà nhân mà không đủ duyên nó không có quả. Ví dụ như cái nhân là Phong Hòa đến đây, đại chúng sẵn có cái nhân tham thích đi nghe, nhưng không tìm được chỗ chúng ta không làm. Phong Hòa nhớ đầu tiên là định tổ chức ở ngay Tịnh Xá không? Với số lượng này mà Tịnh Xá Ngọc Thanh thì sao làm nổi? Đâu, may phước là mình tìm chỗ này rồi. Vậy mà còn có khán giả nào đứng nè, mua vé hàng A mới được đứng đó. Giờ tiếp đó. Cho nên quý vị nhớ là trong cuộc đời này mình sẽ gặp những người có thể chúng ta không hài lòng, nhưng đừng từ đó mà chúng ta nản lòng. Tại vì chính giây phút đó chúng ta mới nâng đỡ nhau, dắt dẫn nhau đi cho trọn vẹn đến thành Phật. Thành Phật đây là tượng trưng cho gì? Thành tựu được đời sống của mình. Tại vì chúng ta đi một mình, chúng ta cô đơn, chúng ta muốn kiếm người để đi chung, mà đi chung để đi đến với mục đích của mình, gọi là đi thỉnh kinh đó. Đi thỉnh kinh là tượng trưng cho một hành trình mình đi đến đích.
Nhưng đi một mình đi buồn, đi phải có bạn đi chung, ngay cả tu hành cũng vậy. Cho nên người ta nói ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Còn thưa đại chúng, những người bạn thân thiết đó của chúng ta là tham sân si. Tham chính là con heo đó, là trương ngộ đăng. Sân là ngộ tịnh, là ngộ không đó. Si là ngộ tịnh. Tham sân si nó nằm sẵn trong mỗi con người của chúng ta. Nó là những người bạn thân thiết của chúng ta. Trong đạo Phật dạy chúng ta rằng đừng đi tìm quả Phật ngoài tham sân si. Tại vì sao? Tại vì Phật là một con người chuyển hóa từ tham sân si chứ không có gì khác đâu. Nếu mà ngay đến con người đó vốn không có tham sân si thì đã thành Phật. Còn con người chúng ta là có tham sân si và chuyển tham sân si để thành Phật. Cho nên chuyện bình thường. Ở đây có ai coi phim Tế Công Hòa Thượng chưa? Quý vị nhớ lúc nào mà ông Tế Công ông gặp mấy người bệnh á, cái ông lấy tay ông dò dò cái cục đất gì nè, ông nắng nắng cho vỏ miệng uống hết bệnh không? Cục đất đó là gì? Cục đất đó là gì? Đó, đất á, là những cái tế bào chết tạp dơ trong người mình nó đi ra, phải không? Rồi mình mới dò dò nó thành từng con vậy đó. Muốn hết bệnh không? Hết bệnh ngay những cục đất. Hết bệnh ngay những cái tham sân si đó, chứ không có đâu hết á. Thành Phật không có đâu á, đạt Phật ngay trong cái tham sân si. Cho nên có một vị tổ nói như thế này: bất bố lục trần, lục trần bất ác. Đừng có ghét sáu trần: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Nếu mà không có lục trần, mình không có cơ hội quán chiếu để tu tập và chuyển hóa ra thành Phật. Đừng ghét nó. Cái hoa này có gì đâu ghét, nó là sắc nè, tiếng nhạc là thanh nè, mùi là thơm nè. Thì thay vì mình cứ nhìn hoa là biết hoa, mình nghe tiếng thì biết tiếng, ngửi mùi biết mùi. Chỉ có cái khổ là ngửi đâu nhiễm đó, thấy đâu mê đó. Cái chỗ khổ là mê. Chứ còn ngửi bình thường, nghe bình thường, thấy bình thường thì có chuyện gì để nói, phải không? Đi ra ngoài thấy bao nhiêu người đẹp mà bình thường thì có chuyện gì để nói. Nhưng bắt đầu dán mắt vô người đó, bắt đầu mới xin số phone thì có chuyện để nói. Hiểu ý chưa không? Cái mình mê, nhà Phật gọi là trần. Trần cảnh, trần sắc, trần hương, trần thanh, trần vị. Còn khi mình thấy nó mình không mê thì nó chỉ là cảnh thôi. Hương là hương, vị là vị, sắc là sắc, cảm xúc là cảm xúc, không đắm nhiễm, nó chỉ là cảnh. Nhưng khi mình chạm vào nó, mình đắm nhiễm thì nó thành trần. Thí dụ các thầy tu đi, các thầy ăn chay, bây giờ các thầy có đi ngang bao nhiêu cái tiệm bán thức ăn mặn bình thường, thấy nó là thấy nó, không đắm nhiễm gì hết, thì nó chỉ là cảnh thôi. Hỏi thầy biết tiệm đó tiệm gì không? Biết. Tiệm pizza, tiệm bán burger vân vân, nhưng không có khởi tâm. Còn mình có ăn, có thích, cho nên ăn ghé vô đây thử cho ngon không? Thì khi mình ghé vô mình ăn thử, mình thích đó, thì cái mình đắm, thì cái đắm gọi là trần. Cho nên mà nhiều khi mình đi bao nhiêu người mình gặp, mình đâu có để ý gì đâu, phải không? Thì những người đó mình có thấy không? Thấy, nhưng mà không có để ý thì gọi là cảnh thôi. Tự nhiên trong số người đó mình có để ý, bắt đầu mình có chuyện, phải không? Có khi đi nửa cuộc đời cũng không tìm được một người mình yêu. Lắm khi chỉ có một buổi chiều mình gặp người đó mình yêu tới già. Cho nên điều thứ hai là chúng ta phải nhận diện những nhân duyên chúng ta tội lỗi. Nhưng mà nếu mà chúng ta có tâm trí đó, thì chúng ta sẽ hội ngộ nhau và dẫn nhau đi chọn con đường.
cũng giống như ngày nay chúng ta gặp nhau, là chồng, là vợ, là mẹ, là con, là đạo hữu, là bằng hữu với nhau, là thầy, là trò, dẫn dắt nhau đi đến cái lộ trình hết cho con đường đi Tây Thiên. Điều thứ ba, ngài Huyền Trang có mà có thể các đệ tử của ngài chưa đủ, nhất là Huyền Đức là Tôn Ngộ Không, đó là cái nhân đức của ngài. Quý vị thấy bao nhiêu lần Ngộ Không bỏ thầy đi không? Nhớ không? Nhiều khi ông đánh chết Yêu Tinh, thầy phạt ông, ông tức ông bỏ thầy ông đi, nhớ không? Nhưng mà thầy có bỏ không? Không. Đó là cái nhân đức. Đời sống của chúng ta ai phải là mình dẹp, thành thử rốt cuộc mình nắm trong tay nhiều, mình dẹp rước còn một. Cái vấn đề chúng ta là cho nên ngài Huyền Trang được một cái mà đệ tử dù có tài cán như Ngộ Không cũng không có, đó là cái nhân đức của ngài. Và chính cái nhân đức đó đã làm cho một người đệ tử dù nóng nảy, dù bồng bột, dù thần thông, nhưng Ngộ Không cũng vẫn phải theo ngài đến hết cuộc đời. Ở đây có ai nhớ có một hôm Ngộ Không bỏ thầy đi, chạy về tới núi Hoa Quả, và trong một buổi chiều Ngộ Không đã nhớ lại cái hình ảnh thầy mình ngồi may áo cho mình và tặng cho mình một chiếc áo. Có ai nhớ cái chỗ đó không? Không nhớ về coi lại. Nhưng mà cái hình ảnh đó là biểu tượng cho cái gì? Đó là tình của người thầy đối với người trò, của người cha đối với con, của người mẹ đối với con, của người bạn đối với nhau. Quý vị nên làm như vậy. Cha đi đâu thấy cái gì đẹp mua cho con, đừng nghĩ rằng chuyện đó của mẹ nó, mẹ nó làm một ngàn lần rồi mà suốt cuộc đời mình làm cha mình chưa được làm một lần, thì hình ảnh đâu đó ở trong đầu nữa. Cho nên mình phải cho đứa con mình một hình ảnh của một người cha. Đó là mình nấu ăn cho con, mua áo cho con, thậm chí mình giặt quần giặt áo cho con. Những gì mình có thể làm cho con, không phải mình lấy điểm với con, nhưng mà tình thương của mình cho con. Cuộc đời này có đáp, có đối với có đáp. Mình có đối với con như vậy thì nó mới đáp lại, là nó nhận cho những cái tình thương đó. Tình thương là biểu lộ, cái mắt diễn biểu lộ. Mẹ thương con, nó đi về tới cửa là vuốt ve nó, dù nó 30 tuổi cũng ngắt nhéo hung đất. Còn cha thì không biểu lộ được, cũng không sao. Nhưng mà nếu mình biểu lộ, nó sẽ đẹp hơn, nó dễ thương hơn. Và xin thưa đại chúng, mình phải sống như thế nào để khi mình nằm xuống, chưa chết, nằm bệnh thôi, nhưng mà con mình nó vẫn có cái hình ảnh đẹp của cha, của mẹ. Mình để tiền lại cho con, chưa chắc nó giữ được. Nhưng hình ảnh đó mình để lại không tốn tiền, không tốn công sức gì hết, mà nó ở mãi trong trái tim của con mình. Và mình làm cái điều đó cho tất cả những người thân của mình, chứ không phải chỉ có cha làm cho con, thậm chí con làm ngược lại cho cha. Chồng làm cho vợ, vợ làm cho chồng, chỉ làm cho em. Cái nhân đức ở cái chỗ là chúng ta nuôi dưỡng nhau không phải ở vật chất, mà chúng ta còn nuôi dưỡng nhau ở những kỷ niệm đẹp. Tại sao gọi là kỷ niệm? Niệm là nhớ, kỷ là cũ. Kỷ niệm là những cái nhớ về trước. Ví dụ bây giờ 10 năm trước quý vị gặp Phong Bầu Nguyên, quý vị tặng cho Phong Bầu Sông Chuỗi đi, thì ngay cái bữa tặng đó quý vị chỉ nói giữ để kỷ niệm. Nhưng bây giờ nó không thành kỷ niệm. 10 năm sau nhìn cái sông chuỗi này, món quà này kỷ niệm. Kỷ là cũ, cho nên là mình nhớ nghĩ những cái cũ, cho nên mình mới tặng quà cho nhau để giữ cái kỷ niệm của nhau. Tại vì có thể mai mốt già nhìn không ra. Và thậm chí có thể người kia làm những cái điều mình, bây giờ mình đau khổ quá chừng,
mình không thương họ nổi nữa, nhưng mà nhờ những hình ảnh cũ về trước thương lại được. Có một dàn thơ làm một bài thơ như thế này: hãy chế lấy mây và gầy lấy nắng, nhớ chế lấy từng vây mượn đất trời, để khi nhật nguyệt đều xa vắng đầu cành, đầu thềm vẫn có ánh trăng rơi. Hãy chế lấy mây và gầy lấy nắng, có những hình ảnh trăng sao bầu trời thật đẹp trong lòng. Hãy chế lấy mây và gầy lấy nắng, chế lấy đừng vay mượn đất trời, đừng nghĩ rằng đợi khi nào thấy trăng mới gọi là trăng, vì để khi nhật nguyệt đều xa vắng đầu thềm vẫn có ánh trăng rung. Ra đứng ngoài trời nhìn lên trời, nhưng bóng trăng đẹp vẫn trên đó, tại nó trong này của mình. Cái câu câu thơ đó là để cũng giống như mình, đừng đợi người đó làm cái gì đẹp cho mình mới nhận đẹp, những cái đẹp trước đó của họ nhớ thu nhận dễ thương, để mình có thể thương được. Có những cái kỷ niệm nó không phải ở vật chất nữa, mà nó kỷ niệm ở trong này. Cho nên trên đường đi á, ngài Huyền Trang đã đối xử với tất cả mọi người. Quý vị thấy hệ yêu quái mà xuất hiện là ai đâu? Ngộ Không à. Nhưng mà ngài Huyền Trang có cái đặc biệt là yêu quái ngài vẫn chào, tại vì ngài đâu có biết đâu, phải không? Một con người đơn thuần. Nhưng mà cũng có nghĩa mà quý vị có thấy, cho dù những yêu quái xuất hiện, ngài Huyền Trang có bao giờ nói những lời thô với họ không? Không. Vẫn một mực. Thậm chí có đặng yêu quái hãy thả tôi ra. Chứ không có quỷ quái như mình bây giờ. Người ta con người mà gặp nhau kêu quỷ cái không. Ngày Huyền Trang gặp quỷ mà còn không kêu quỷ, còn mình gặp người ta mà kêu quỷ, cái con quỷ đó, cái thằng quỷ đó, cái con yêu đó. Cái cuối cùng các bạn muốn chia sẻ với đại chúng, trong lộ trình đi thỉnh kinh, trong đời sống hàng ngày của mình đó, cái sự giao tiếp, cái sự liên hệ với nhau, qua lại với nhau nó quan trọng. Tại vì người Việt Nam mình cũng vậy á, bà con xa không bằng lối xóm ở gần. Khi tối lửa tắt đèn nhờ lối xóm. Tại vì bà con xa những lúc mình cần họ đâu có tới với mình được, nhưng mà nhờ người hàng xóm. Pháp Hòa biết rất nhiều gia đình. Có một bà cụ Pháp Hòa quen, con cái đi làm ở trên, bà ở nhà bà bắt cái nồi canh lên, bà hâm cái xong bà đi ra ngoài cửa, bà phơi cái khăn, cái cửa nó sập lại, cái khóa cửa đi. Khóa cửa cái bà mới nhớ là ở trong nhà bà có cái nồi bà đang nấu, mà bây giờ không có phone để gọi, bà không biết tiếng Anh. Bà mới chạy qua nhà xóm bà đập cửa. Và bà không nói gì hết, bà dẫn tay cái người hàng xóm đi thẳng vô trong bếp. Bà mở tủ cái người hàng xóm ra lấy một cái nồi không, bà đặt lên trên cái bếp. Là bà diễn tả thật. Hàng xóm biết lửa cháy, con dùng cho người con trở về để mở cửa tắt bếp. Có phải là tối lửa tắt đèn cho lửa sớm. Nhưng mà rồi mới đây nữa, có một gia đình nọ, hai bà già ở nhà với nhau. Bà kia té mất, té mất tại chỗ, bà con cái không có ai nhà hết, không biết làm sao, chạy đập cửa nhà hàng xóm, kéo hàng xóm qua chị. Nhờ vậy hàng xóm mới kêu 911, tối lửa tắt đèn nhờ lối xóm. Cho nên cái quan hệ đời sống của chúng ta đừng có nghĩ rằng tôi không cần ai hết. Tại mình nói lúc mình khỏe đó, cái lúc nhất là cái lúc mình giận đó, cái câu đó thường nghe lắm.
Nhưng mà tới hồi mà ta đi thiệt rồi đó, bắt đầu mình kéo cửa là nói đừng bò em một mình. Trời lạnh lắm, trời lạnh lắm. Đó, mình hết rồi. Bằng chứng là quý vị thấy trên đường đi, khi mà ngày, khi mà nghĩa là thần thông quảng đại như là ngộ không. Nhưng mà cũng có những cái nạn ngộ không đâu có giải quyết được. Ngộ không phải đi nhờ ai? Nhờ tiên cõi này, nhờ thánh cõi khác. Cũng cái tội khoe khoang mà ông thầy kia ông sanh lòng tham mà lập luôn với đệ tử đốt cái phòng của ngài Huyền Trang để chiếm cái y đó, nhớ không? Rồi cuối cùng phải chạy lên tận trên trời mượn cái lòng bàn ập xuống cái phòng của ngài Huyền Trang đó. Rồi bao nhiêu lần nè Quan Âm có mặt, thậm chí đi cầu cứu luôn cả những kẻ thù của Huyền Không, của Ngộ Không. Tại vì cái lúc mà ông làm đề thiên đại thánh, ông biết lòng rất nhiều thần thánh. Vậy mà cuối cùng phải chạy tới những người biết lòng giọng để mà cầu cứu. Vậy không phải là biểu tượng của sự cầu cứu với ngang xa. Lâu lâu mà Pháp Hòa cứ bỏ xẻ chuyện này chuyện kia trong tay chú ký, đem nó lại trong đời sống của chúng ta. Cách đây 2 tuần Pháp Hòa giảng một bài khác ở tại Montreal của Canada, cũng trong nội dung của tay người kia. Hôm nay Pháp Hòa nói một chuyện khác, một nhiều lắm, mà chích một vài điểm để nói chuyện. Thứ nhất, niềm tin. Thứ hai là sự nhân duyên hội ngộ của nhau trong cuộc đời. Thứ ba là lòng nhân đức. Chúng ta sống, chúng ta phải có lòng bao dung, lòng độ lượng. Chỉ có tấm lòng bao dung độ lượng mới ôm mắt được tất cả mọi người. Tại vì trên đời này không có ai mà hoàn hảo hết. Ngay cả con cái của mình, chúng ta phải mở lòng ra. Chúng ta phải mở lòng để nhìn những cái đẹp của con mình. Thí dụ nó đi học về, nó chào mình 2-3 chào ba, mình cũng phải mở lời, à, con mới về, để cho nó cảm nhận rằng mình chào ba mà ba có mặt cho tiếng chào của mình. Mẹ con muốn ăn cơm, à, để mẹ đi vô bếp, mẹ con có gì cho con ăn, mệt quá ăn hoài à. Rồi thì mai mốt nó không cho mẹ mệt nữa đâu, nó đi học về nó sẽ kiếm chỗ nó đi để mẹ khỏi mệt. Chứ như vậy mình luôn luôn là mình cứ đợi sự việc nó rồi mình mới hối hận, mình mới thấy sai, mình mới chịu sửa, thì có những lúc nó hơi trễ. Mà trong khi đó những cái kinh nghiệm của quá nhiều người trước đã cho mình, sao mình không lấy những cái đó làm bài học, mà phải để cái việc nó xảy ra với chính mình rồi mình mới rút kinh nghiệm. Có những sự việc nó đã xảy ra ở bao nhiêu gia đình mà dư để chúng ta tìm những cái bài học đó, đâu cần phải đợi nó xảy ra ở bên mình rồi mới tìm, mới đặt một cái câu chuyện như vậy. Cho nên nhiều khi con cái của mình nó không phải nó tệ đâu, nhưng tại vì mình chưa tưới tầm khai thác chấp nhận những cái khía cạnh khác của nó. Mình cứ lấy cái nhãn, cái nhận thức của mình, cái áp đặt của mình đặt về cái hướng này và không thấy cái hướng khác của mình. Vì vậy mà chúng ta có những sự hiểu lầm trong gia đình giữa cha với mẹ. Đôi khi các em rất là tội. Pháp Hòa làm việc với các em nhiều rồi. Rồi người lớn mình sống bằng một cái văn hóa lâu năm của mình. Cha mẹ mình dạy mình như vậy, rồi mình muốn con cái mình nó phải như vậy, mà trong khi đó mình quên rằng nó là ai, nó ở thời đại nào, nó môi trường nào, rất nhiều yếu tố để nó không phải là như mình ngày xưa. Xin lỗi đại chúng, mà nhiều khi một cái cây,
một cái cây mướp mà trồng gần chi khổ hoa mà trái mướp còn lấy cái đắng mà cuốn chi mà một con người mà ở môi trường mà không ảnh hưởng. Vì vậy cho nên những cái đó là những cái để chúng ta nhìn lại. Và nhìn lại đạo Phật gọi là gì? Là quán. Mà quán để làm gì? Quán để thấu đáo. Quán là nhìn sâu để thấu đáo, để tìm ra được cái chân lý sống. Và đó chính là mục đích của đạo Phật. Đạo Phật không phải dừng ở đứng chân, mà đạo Phật dạy cho chúng ta cái cách tu tập để chúng ta quán nhìn như thế nào, để chúng ta tìm ra được một cái đạo lý sống cho mỗi người chúng ta. Và chúng ta làm tròn cái bổn phận của mình, làm cha, làm mẹ, làm chồng, làm vợ, làm thầy, làm bạn, vân vân. Vì tất cả chúng ta đều có danh phận. Hãy có danh thì phải có bổn phận. Mình làm danh thì mình có danh là một người mẹ thì có bổn phận của người mẹ. Mình có danh người chồng thì có bổn phận của một người chồng. Chúng ta là một cái danh của chúng ta là một đệ tử Phật, thì chúng ta có bổn phận của người đệ tử Phật là phải sống đúng với chân lý. Và chân lý chính là con đường dẫn dắt cho chúng ta sống không làm tổn thương mình, không làm tổn thương gia đình, không làm tổn thương xã hội. Và đó chính là mục đích của một tín đồ đạo Phật. Chúng ta không dừng ở đức tin. Chúng ta không phải chỉ đi chùa cúng lại chấm hết, mà chúng ta đến cúng lại xong rồi, sâu sắc hơn nữa là chúng ta tiếp nhận chân lý để ứng dụng sống. Và mục đích của một người đạo đệ tử Phật là phải bỏ ác làm lành. Mà khi chúng ta bỏ ác làm lành thì chúng ta đã tự làm cho con người chúng ta đạo đức, gia đình chúng ta hạnh phúc, xã hội chúng ta an hòa. Cho nên ngày Huyền Trang yêu ma quỷ quái gì không biết, thần thánh gì không biết, ngày gặp ai ngày cũng thiêu lệ. Nhưng mà rồi ông Ngộ Không á, ông nghe thù chú quán, nhưng mà trong cuộc đời này anh có tài ba cỡ nào, anh đàng vân như thế nào, nhưng anh cũng phải nhờ những người khác giúp khi ngủ sự khi không. Tại vì trong cuộc đời này không bao giờ mình giỏi hết tất cả. Cho nên hôm nay trong buổi gặp gỡ với đại chúng, Pháp Hòa muốn trích một vài tình tiết ở trong bộ phim bộ truyện Tây Du Ký. Đây là một bộ truyện nổi tiếng của Trung Quốc. Ngoài Hồng Long Mộng, ngoài những bộ truyện Tam Quốc Chí, thì bộ Tây Du Ký cũng là một bộ nổi tiếng. Thì rất nhiều việc ở trong Tây Du Ký để chúng ta có thể bổ xẻ và học hỏi. Hôm nay Pháp Hòa chỉ xin phép chia sẻ lại một vài điều, từ đó chúng ta rút tỉa. Và xin thưa lại chúng, người xưa đã khéo léo dàn dựng những nhân vật, đưa vào những câu chuyện, nhưng nghe rất là xưa, nhưng mà thật sự đó là chuyện của con người. Mà con người của ngày xưa và con người của ngày nay không có khác, tại vì thủy chung con người vẫn phải gặp nhau, vẫn phải gặp nhau, vẫn phải đối đãi. Ai cũng có trái tim, ai cũng có mắt nhìn, ai cũng có tai nghe, thì những sự cảm xúc vui buồn nó giống nhau hết. Và người xưa cũng có tham sân si, thì 2000 năm sau tham sân si vẫn còn. Và mình tu thì không có ngoài những cái đó đâu. Phật pháp bất ly thế gian, Phật pháp không có rời thế gian. Nếu ai rời thế gian mà tìm Phật pháp thì xa lắm, và thậm chí không có nữa. Tại vì Phật giáo là gì? Phật giáo là giáo hóa con người sống tỉnh thức. Tại vì chữ Phật nghĩa là tỉnh thức. Chữ Phật là tỉnh thức, là giác ngộ. Khi con người mê thì cần tỉnh thức. Và hãy tỉnh thức rồi thì sống rất hay, rất đẹp.
và đạo Phật là giáo hóa cho mình cái đó gọi là Phật giáo. Đạo Phật là con đường tỉnh thức, con đường giúp mình giác ngộ thực sự. Đi như thế nào, sống như thế nào mà hạnh phúc cho mình, cho gia đình, cho xã hội. Cho nên một Phật tử quy y rồi tích cực chứ không có tiêu cực. Thậm chí sợ quy y tại vì tôi còn tham sân si lắm. Để khi nào tôi hết tham sân si tôi mới quy y. Anh quy y để anh tu anh mới giảm tham sân si. Anh đợi tham sân si hết chừng nào hết. Mình còn tham sân si nhiều chừng nào thì đến đó tức tu tập liên chừng đó để tham sân si. Phật Hoài chỉ nói là giảm thôi nha, chứ không dám nói là giảm thôi là mừng rồi đó. Ổng mà chỉ cần giảm nóng thôi là nhà hạnh phúc rồi đó. Thành tử mình chỉ cần giảm thôi là đã hạnh phúc rồi. Xin chúc đại chúng luôn luôn vui vẻ và an lạc. Và mình cố gắng làm sao mình rút tỉa vài cái kinh nghiệm mà Pháp Hòa mình chia sẻ để chúng ta ứng dụng trong cuộc sống của chúng ta. Bây giờ Pháp Hòa xin giải đáp một câu hỏi bằng tiếng Anh trước. Cái câu hỏi này nó có tính cách là chè xôi lẫn lộn vừa Việt vừa Anh. Thưa Thầy, I am a Buddhist, but by no means due diligent practitioner. However, I stumbled through your video by accident on YouTube and have become a fan. Lucky for me. Thưa Thầy, con là một Phật tử, không có nghĩa là tinh tấn trên con đường tu tập. Tuy nhiên, tình cờ đã biết được những bài giảng của Thầy và kể từ đó trở thành fan của Thầy. Bây giờ có câu hỏi là con bằng tuổi Thầy và làm sao để có thể dẫn dắt con của con đi chùa và để cho for the future Buddhism, what can the organization to do to make practice more appealing. Làm sao tất cả các cái chùa viện tổ chức những gì để có thể giúp đỡ cho các em trên đường tu tập. Cái câu hỏi nó rất là thiết thực. Thì xin thưa đại chúng là cái gì nó cũng phải có cả hai phần. Không có cái gì nó sẽ có mặt một mình nó được. Thứ nhất là các chùa sẽ cố gắng trong khả năng của mình và các Phật tử có khả năng thì hợp tác phụ trợ với quý thầy, quý sư cô trong việc tổ chức những lớp học, những buổi sinh hoạt tiếng Anh để cho các em sẵn sàng đi chùa bằng cái ngôn ngữ mà các em hiểu. Đó là tiếng Anh. Về nhà thì cha mẹ cũng khuyến khích để các em có thể đi chùa. Tại vì cái gì cũng vậy, mình không có khuyến khích thì nó sẽ không thể thực hiện được. Cho nên cha mẹ là người khuyến khích. Chùa thì cần tổ chức. Thứ nhất, các vị trụ trì thì phải xin, phải nỗ lực. Thứ hai là kêu gọi. Và khi kêu gọi thì các vị có khả năng nên tình nguyện đóng góp thì mới thực hiện được. Tại vì không có một cái gì mà nó có mặt mà ngoài nhiều yếu tố được, cho nên phải có nhiều yếu tố. Trong đó yếu tố tổ chức, rồi kế đến là sự khuyến khích của cha mẹ và phải làm sao để hấp dẫn các em. Và ngày nay tạm thời nếu quý vị chưa tìm được một nơi nào tổ chức thì tạm thời mình có thể lên trên YouTube, mình bấm những bài giảng tiếng Anh của các thầy, các sư cô đã truyền tải trên đó và khuyến khích các em bắt đầu nghe những bài giảng đó. Và mình có thể tổ chức thành những buổi nghe chung. Thí dụ bài giảng nó kéo dài một tiếng thì mình cùng ngồi nghe trong vòng 30 phút, rồi ngày mai mình nghe tiếp. Và đại chúng nhớ là mình muốn con mình tu thì mình phải tu chung, chứ đâu không thể nào mà kêu nó tu mình không tu. Thấy không? Tôm mẹ bảo tôm con đi thẳng,
chớ đi co quắp thế gian cười. Con rằng lạy mẹ, con theo mẹ, mẹ thử đi đi, thử thử con. Con tôm mẹ nó giữ con tôm con đi thẳng ra được không? Con tôm mẹ bảo con tôm con đi thẳng, chớ đi co quắp thế gian cười. Con tôm con nó nghe xong nó cũng chắp tay, nó nói con rằng lạy mẹ, con theo mẹ, mẹ thử đi đi, thử thử con. Là mình không phải chỉ con nít không, mà ngay cả người lớn người già, ví dụ các bác lớn tuổi thường là thân thể mỏi mệt, không có siêng năng niệm Phật. Cho nên quý vị nói má niệm Phật đi, má Nam Mô Di Phật ba câu cho bây giờ này, thì mình phải tổ chức lại. Má bây giờ mỗi tối, ba mỗi tối con niệm Phật với ba má 10 phút, thì mình phải ra mình ngồi niệm chung với ba má 10 phút. Nếu mà ba má không niệm, mình niệm trước A Di Đà Phật, ba má niệm theo A Di Đà Phật, người đó niệm theo. Phải tổ chức bằng mọi phương tiện để hướng dẫn cho những người già thân thể mỏi mệt bệnh hoạn tu tập theo sức khỏe của các vị. Người trẻ cũng vậy, người già cũng vậy, vợ chồng con bé cũng vậy. Cho nên mình phải thiết lập liền cái chuyện thực tập Phật giáo ngay trong đời, trong gia đình, không phải trong chùa không. Ví dụ mỗi bữa cơm nè, mỗi bữa cơm đó mình ngồi lại và mình thống nhất với gia đình là bắt đầu từ bây giờ ăn cơm không xài phone nữa. We have to have a meeting with the family and agree together that we will take away the phone while we have meal. Because this is the time that you enjoy the presence for each other. This is not the time that we spend time on phone, on text. Thành nữ ra mình tổ chức Phật giáo ngay trong bữa ăn. Gia đình ăn cơm không nói, không có coi tivi, không có nhắn tin. Mẹ cái phone, ba cái phone, cấp phone đi con, ăn cho đàng hoàng, để em coi có ai mới nhắn mình. Có một cái cô đó, cô nói với con, cô làm sao quý vị nói không? Mẹ đã nói với con rồi, ở nhà không còn nói tiếng Anh đâu chứ. Bây giờ mình chưa tìm ra được đạo tràng tổ chức khóa tu. Mình có thể tổ chức những cái nhỏ nhỏ mà rất Phật giáo trong đời sống. Tại Đức Phật dạy chúng ta là có mặt trên nhau. Bây giờ một ngày đi làm 8 tiếng đi học hết trơn, không có mặt trên nhau, thì bây giờ có mặt cho nhau trong bữa ăn. Con đi học về, con ráng thu xếp về ăn cơm với ba mẹ nha. Thì cái giờ đó nó tranh thủ, nó không đi đâu after school. Rồi chồng cũng vậy, vợ cũng vậy. Thí dụ đi làm về tối thì hẹn ăn cơm tối. Còn nếu trễ nữa nó phải học bài, thì ít nhất gia đình có mặt gặp nhau 50 phút trước khi đi ngủ. Còn nói chuyện nói không. Và lâu lâu mình kéo con mình ra tìm, nó khó lắm nhưng phải làm. Nó thích ở trong phòng mà nó có thế giới của nó, nhưng mình phải tìm cách mình đem con mình ra. Cho nên đây là cái đề tài quý vị mình đi tham dự những khóa tu family retreats, rồi sẽ có những buổi hội thảo cho cha mẹ ngồi lại nói những gì. Có rất nhiều gia đình gặp khó khăn với con cái, và có những người đã làm những gì để thành tựu được, mình nghe nhau. Chứ 5-3 phút không còn nói gì, nó không hết đâu. Quý vị đi tham dự những khóa tu family retreats. Mỗi năm ở bên Tây Thiên, Canada có những khóa tu như vậy. Mấy đứa nhỏ nó đi tham dự khóa tu, cha mẹ đi tham dự khóa tu, nó có sinh hoạt của tuổi trẻ, cha mẹ ngồi lại với nhau và nói những chuyện thực tế trong cuộc sống gia đình. Quý vị đừng có nghĩ rằng mấy đứa nhỏ nó ngồi để nghe tứ diệu đế thập nhị nhân duyên người giống như mình ha. Làm sao nó sống hạnh phúc, nó sống đơn giản, nó biết tiếp nhận, nó biết nhận diện những gì nó đang có, và nó sống không làm điều xấu, luôn luôn làm điều lành, tâm lý nó trong sạch, nó là Phật giáo rồi đó. Còn cái chuyện mà nó, mình muốn nói Phật giáo cáo tràng, Phật giáo nói nào cũng đi chùa lại 108 lại mấy đồng một là Phật giáo đó của mình,
bây giờ mình phải cho các em một Phật giáo của các em bây giờ, và điều đó các vị sẽ nghiên cứu ở trong những bài giảng tiếng Anh. Quý vị lên YouTube có hết, có đầy đủ nhiều bài giảng tiếng Anh nên nghe và thiết lập gia đình cùng nghe chung. Còn nếu được nữa thì mình, các em từ 12 tuổi trở lên đi qua những khóa tu như vậy. Ở đây, ở Nam Cali có tu viện Lộc Nguyễn đó, ở Nội New York có tu viện Bích Nha. Những tu viện đều có tổ chức những khóa tu như vậy. Mình nên đi. Ở Canada có tu viện Tây Thiên và đều có những khóa tu như vậy. Đây, 27 tháng 12 này sẽ có khóa tu 4 ngày cho các em. 27, 28, 29, 30, 34. Các em nào thích chơi tuyết bay qua đó dự tu người chơi tuyết. Kính bạch thầy, đạo hiếu là đạo hàng đầu tôn vinh giá trị của một con người. Xin thầy giải thích thêm về sự khác biệt giữa đạo hiếu thế gian và đạo hiếu trong Phật pháp. Đạo hiếu nào thù thắng hơn? Thật ra đó, khi mình nói tới đạo hiếu Phật pháp đó, đạo hiếu thế gian, thì mình có cảm tưởng như là hai cái nó khác. Nhưng mà thật sự nó cũng là cái hiếu đó. Nhưng mà nếu chúng ta có đạo Phật, tức là Phật pháp đó, chúng ta thổi vào cái cách đó, nó linh động, nó chánh niệm hơn, để cho cái hiếu đó nó trọn vẹn hơn vậy thôi. Ví dụ thì người thế gian người ta nghĩ là cha mẹ già mình cho ăn, mình cho cha mẹ ở vậy thôi. Nhưng mà Phật giáo là dạy thêm, mình cho ăn như thế nào để phù hợp sức khỏe của cha mẹ, và đồng thời mình, cái cách mình cho ăn như thế nào để cha mẹ không có tủi thân, mình ứng xử với người già như thế nào, không phải là người cảm nhận từ cha mẹ già vô dụng, nhiều giờ mình phải là gánh nặng của mình, mà mình phải có cái cách ứng xử hành xử như thế nào để người già cảm nhận sự hiếu thảo bằng từng tấm lòng của mình. Rồi ngoài ra không phải vậy là đủ, mà anh em sống như thế nào để cha mẹ không khỏi buồn khổ lo lắng sự bất hòa của anh em, để nói lên cái hiếu của mình nữa. Chứ không phải chỉ cho ăn cho ở là đủ đâu. Nhiều khi mình cho ăn cho ở đầy đủ nhưng anh em bất hòa, thì đó là một nỗi nặng lòng của cha mẹ. Thậm chí có những người, có những vị già mà mất cũng chưa có thể yên lòng vì thấy con mình còn đang trong cái cảnh bất hòa. Pháp Hòa đã từng biết những gia đình chị em không có thuận nhau và làm cho người mẹ, người cha rất đau khổ. Và thưa đại chúng, chính cái đó là làm cho cha mẹ sẽ đọa lạc, tại vì cha mẹ không có thông dung được vì còn thấy cái khổ của anh em bất hòa. Cho nên anh em mà thuận thảo trong gia đình là một món quà vô giá cho cha mẹ. Giống như đệ tử trong chùa mà sống hài hòa, sống thương yêu nhau là một món quà vô giá cho người thầy. Mình có thương thầy như thế nào mà anh em không nhìn nhau, huynh đệ không thương nhau, huynh đệ còn không thích nhau mà người thầy hiếp được, thì đó là sự đau lòng của người thầy. Cho nên đó, Phật dạy á, cái báo hiếu là cho ăn, cho ở nè, ái ngữ nè, sống thuận hòa nè, và biết hướng dẫn cha mẹ trong việc thiện. Việc thiện, ví dụ như cha mẹ có tiền già, lâu lâu xin má cho con 20 thì con bố thí cho má. Chỗ đó có bão lụt, chỗ đó có thiên tai, con đóng góp phải cho con 20, 50, chính cái tiền vàng của má ra để làm phước cho má. Tại vì bây giờ má đang hưởng phước lãnh tiền nhà mỗi tháng đó, thì lâu lâu má phải cúng dường trở lại để chi vậy, để cái phước đó nó luôn luôn, thì không thì mình chỉ hưởng phước không mà mình không có bố thí. Trong cái đó là cái tiền nhà và tiền bệnh của tất cả mọi người, tiền là tiền thuế của những người khác đóng vào. Cho nên mình có hưởng và có làm phước. Thì quan trọng nhất là làm sao hướng dẫn cho cha mẹ biết được cái đời sống thánh thiện. Ví dụ như tập cho cha mẹ ăn chay nửa ngày cũng được, thậm chí bữa ăn có 3 món trong đó có 1 món chay,
thì món đó là chạy tập cho các vị nó tỉnh hóa phương tâm. Mỗi ngày nghe kinh niệm Phật, hướng tâm, nghe Pháp. Bà cụ nghe cả lương suốt ngày, năn nỉ má, giờ má nghe nửa ngày, má nghe một bài thôi rồi má nghe nửa bài giảng, thôi mình làm sao hướng dẫn cho vị đó. Nhưng mà mình mở ra mình để là bà ngủ rồi nha. Rồi nghe chung: thầy ơi, con có đứa cháu mất mới 8 tuổi, con đã thiêu gửi trong chùa, chùa chỉ cho gửi 3 năm thôi. Trong chùa có kêu gia đình con xong 3 năm rồi đem rải cho cốt xuống sông. Theo thầy quan hỷ chỉ cho gia đình con biết, con đã chuẩn bị chỗ để cho nó rồi. Thì cái đó thì tùy mình, muốn để cũng được, muốn rải cũng được, chứ mà theo ý Pháp Hòa đó thì thôi quý vị rải đi. Thứ nhất là bé nó mới có 8 tuổi à, nó không gia đình không ai hết. Thứ hai nữa là trong cái quan niệm của Phật Pháp thì tất cả đều trở về với các bụi. Mà một đứa nhỏ như vậy thì thường chúng ta không gọi là chết hay là mất gì, chúng ta gọi là bỏ. Theo tiếng người Việt mình hay nói, tôi bỏ đứa con, tôi bỏ. Nói chữ bỏ đó để chi? Để nó hoàn toàn nó không liên với mình, để nó tiếp tục cái sự tái sinh của nó. Cho nên mình có rải cũng là cái điều tốt. Còn mình muốn giữ thì mình giữ, nhưng mà rồi thời gian sau cha mẹ nó già, bà cháu cũng già rồi thì nên sắp xếp cái việc rải cho nó nhẹ nhàng, vì nó còn nhỏ. Mà mình cũng nhẹ lòng là mình đã thanh toán giải quyết xong những cái gì mà trong cuộc sống chúng ta gần gũi người thân. Khi mà mình chưa có giải quyết xong thì mình chưa có an lòng để giải quyết cho xong. Cho nên thôi bây giờ còn khỏe thì rải đi, để nó còn nhỏ, cháu nó còn nhỏ cũng nên như vậy, để cho nó sạch sẽ rồi nó đi, nó tái sinh tốt. Sau khi người thân mất, mình có lễ 49 ngày. 100 ngày có ý nghĩa gì trong Phật giáo? Câu này Pháp Hòa mới trả lời cách đây 2 tuần ở tại Montreal. Thôi mai mốt quý vị chịu khó nghe lại để khỏi mất thời gian của đại chúng. Thật ra đó, 100 ngày á, nó không có cái quan trọng bằng 49 ngày. Nhưng mà đây là mình tùy thuận theo một cái tập tục của dân gian, là bởi vì trước khi chúng ta cúng giáp năm thì chúng ta cúng một lần nữa double một cái số 49 một lần nữa trước khi đi tới một năm. Chúng ta gọi thường gọi là 3 tháng 10 ngày. Cái lễ này á, người xưa hay gọi là lễ thôi khóc, tức là mình có khóc lóc gì thương tiếc gì đó, cao lắm là 100 ngày rồi thôi cũng phải lau nước mắt mà đi lên chứ, chứ không lẽ là lũy hoài sao. Cho nên người xưa gọi là lễ thôi khóc. Cũng giống như nít mà hết năm chưa thôi nôi vậy. Thôi chứ bây giờ là năm rồi đập nôi gì nữa, phải bước ra ngoài tập mò đi chứ. Thì người xưa đặt cái lễ này và đặt cho nó tên là lễ thôi khóc. Thật ra nó không nằm trong Phật giáo, nhưng mà đại chúng nhớ là Phật giáo có cái hay là biết tùy thuận những cái âm tập tục của thế gian để đưa vào đó những ý nghĩa đạo lý của cuộc sống. Cho nên đã cúng được 49 ngày rồi, thôi cúng 100 ngày nữa. Lễ cúng không có khác, 49 ngày cũng là một mâm cơm bình thường vậy thôi. Rồi khấn cúng 100 ngày. Và trong cái tình cảm của con người, nếu mà cái người đó vừa mất xong thì chúng ta đóng cửa liền á, dẹp hết á, thì thấy cuộc sống đời người sao nó ngắn ngủi quá. Sống với nhau mấy mươi năm mà người đó vừa chết xong chứ mình đóng cửa luôn, không nhắc nhở gì nữa, thì thấy nó có vẻ gì nó ngắn ngủi. Cho nên trên phương diện tình cảm, chúng ta duy trì sự nhớ nghĩ trong 7 tuần. Trên phương diện trợ lực cho một tâm linh người mất thì chúng ta cúng để nhắc nhở, để khai thị. Nếu như người đó chưa có khai ngộ, còn vướng bận dính mắt lưu luyến vật chất tiền của thế gian, thì chúng ta khai thị đó để trợ lực cho tâm linh người mất, để an ủi cho người còn sống khi mất người thân. Chúng ta tổ chức những buổi lễ cúng để có mặt cho nhau, tụng những thời kinh hướng tâm về người đó, nuôi dưỡng cái tình cảm mấy mươi năm với nhau. Và đây cũng là một cơ hội để chúng ta thấu đáo hơn
về cái lẽ vô thường trong kiếp sống con người, để chúng ta biết tiếp nhận, để chúng ta sống tốt. Chính khi chúng ta biết cuộc đời là vô thường, cho nên chúng ta sẽ nguyện sống thường. Có ăn được rồi, cái gì bỏ qua được sẽ bỏ qua, mọi việc bình thường mà, vì cuộc đời đều vô thường. Cuộc đời là vô thường, nhưng chúng ta luôn luôn sống bằng bất thường, cái này mới chúng ta khổ. Còn nếu nó là vô thường thì thôi, cái gì bình thường cứ để nó bình thường, đừng biến nó thành những cái điều bất thường, khổ đau cho mình và người. Phật giáo nói cái gì? Nói cả hai mặt. Thế gian pháp gọi là tục đế, thổi vào đó cái ý nghĩa để sống gọi là chân đế. Hình thức là như vậy, nội dung là thế này. Nếu cái gì chúng ta làm có hình thức, có nội dung thì cái đó có viên mãn. Tập tục của thế gian là vậy, nhưng đạo Phật đến đó trang điểm theo tập tục đó, làm cho nó đẹp thêm. Ví dụ như mình rót trà mình cúng, thì Phật giáo cũng biểu rót trà cúng, nhưng trong khi mình rót trà, đạo Phật thổi thêm vào đó một đạo lý. Trăm năm kiếp sống, một phút hơi tàn, công danh sự nghiệp cánh mây tan, phú quý vinh hoa cơm gió thoảng. Trong khi mình rót trà cúng, ông thầy ông ngâm cái bài đó, ông ngâm cái bài đó: trăm năm kiếp sống, một phút hơi tàn, công danh sự nghiệp cánh mây tan, phú quý vinh hoa cơm gió thoảng. Mình tưởng chừng mình đọc cho người chết nghe. Nếu mà người chết nghe, người chết cũng xả được cái chỗ đó. Nhưng mà người chết nghe chưa mà đâu biết, nhưng mà người sống nghe, người sống nghe xong, người sống nhẹ bớt: trời, tôi định dành của như em nhưng mà phú quý vinh hoa cơm gió thoảng. Khi mà mình đọc cái câu rồi, nếu mà đối tượng cũng là cha mẹ, thì trong khi họ rót trà, Phật giáo thổi vào đó: cha mẹ còn tại thế, lo con đứa cúng dường, mẹ cha không còn nữa, đức hạnh nguyện nôi gương. Bây giờ mình sống với cha mẹ mình học cái gì? Bây giờ cha mẹ không còn thì không phải là tiền của và tài sản, mà nương cái đức hạnh đó mà sống. Phật giáo là vậy, làm cái gì cũng có thể thổi vào đó một nội dung, làm cho cái nội dung nó phong phú. Cho nên xử lý viên dung, hình thức nội dung viên mãn, tục đế chân đế đầy đủ. Cho nên chuông mỏ, bên này bình bông, bên này dĩa trái cây, hai cái nó dung với nhau, gọi là gì? Thế gian xuất thế gian đầy đủ. Xin thầy cho con biết câu hỏi sau đây. Kinh Sám Hối Hồng Danh Tam Bảo câu 92: đấu chiến thắng Phật và đấu chiến đấu thắng Phật. Trong Sám Hối của Tây Tạng, hai câu này ý nghĩa có giống nhau không? Thưa đại chúng, là khi nói đến hồng danh của Phật Bồ Tát, trước hết là chúng ta nhận rằng mỗi danh mỗi hiệu đều mang một ý nghĩa để chúng ta đưa vào chúng ta phụ tập. Ở trong này có một câu là Nam Mô đấu chiến thắng Phật. Mình tu mà đâu có đấu chiến thắng với ai hết. Đã biểu là tu là từ bi, hỷ xả, bác ái, buông bỏ, mà sao đây chiến đấu với ai mà phải cần thắng mà kêu đấu chiến thắng Phật. Nếu mà có thắng là thắng ai? Thắng chính mình. Cái giặc mà bên ngoài nó không nguy hiểm bằng giặc phiền não ở bên trong. Cái tham sân si nó ẩn nấp ở trong mình, nó mới nguy hiểm hơn những người bên ngoài. Cho nên người tu của mình là làm cái chuyện đó, làm sao để mình có thể chiến thắng chính mình và chiến đấu. Sẵn đây nói chuyện Tây Du Ký nữa, đây chính câu này. Khi mà thầy trò đến được Tây Phương rồi đó,
thì ngày Đức Phật mới thọ ký cho tất cả bốn thầy trò thành Phật. Thì ngày Huyền Trang được Đức Phật thọ ký là chiêm đàn công đức, nghĩa là công đức của ngày Huyền Trang đã viên mãn và thơm và quý như một loại gỗ chiêm đàn. Tại gỗ chiêm đàn mà người ta làm hương nó thơm lắm. Và cái công đức của người tu mình đó là phải làm sao mà nó công đức nó viên mãn, mà chỉ cần nói đến thì nhiều cái đẹp cái thơm để nói lời chiêm đàn công đức. Nhưng mà ngược lại thì tôn ngộ không được thành Phật là đấu chiêm thành Phật. Như vậy có phải ông này là ông tôn ngộ không không? Không. Tôn ngộ không trừ bát giới xa ngộ tịnh là hư cấu không có thật. Nhưng mà ta mượn danh từ trong kinh ra để người ta đặt, để có chuyện để chúng ta học nói vậy thôi. Thực tế là không có cái chuyện là ba hay bốn thầy trò tới Tây Phương rồi Đức Phật thọ ký nha. Quý vị nhớ Tây Du Ký là hư cấu, không có thật. Toàn bộ chuyện không có thật. Nhưng mà mượn nhân vật có thật là ngày Huyền Trang mới giữ một câu chuyện đó lên để truyền tải những đạo lý trong đó thật. Và hai câu này không có khác, chiến đấu thắng hay đấu chiến thắng gì giống nhau, cái cách nói thật. Nhưng mà cũng xin thưa, cái quan trọng là cái nghĩa, không phải là đấu thắng với ai mà đấu thắng với chính mình. Cho nên Đức Phật mới nói trong kinh Pháp Cú không? Dù thắng vạn quân ở bãi chiến trường không gọi là đại chiến thắng. Chỉ khi nào mình tự chiến thắng mình, chiến thắng đó gọi là chiến công oanh liệt. Thôi chúng ta sẽ tạm dừng ở đây. Và kính thưa đại chúng, theo như lời yêu cầu phát nguyện của một số Phật tử phát tâm quy y Tam Bảo, Pháp Hòa cũng xin thưa là hôm nay dù Pháp Hòa có làm lễ quy y cho quý vị, nhưng Pháp Hòa cũng chỉ là một người thầy trong Tam Bảo để hướng dẫn đại chúng trở về con pháp quy y. Chư tăng ở mười phương này, ví dụ như đặc biệt là chư tăng ở quốc độ quý vị đang sống đây, đều là thầy của mình thật. Chứ không phải mình chỉ nói là ô tôi chỉ biết có một mình thầy Pháp Hòa, không phải vậy. Tăng là danh từ chung để chỉ cho tất cả các thầy tu tập. Nhưng mỗi người sẽ có một vị thầy bổn sư để dẫn dắt cho mình trên bước đường đầu tu tập. Thì hôm nay cũng vậy thôi. Pháp Hòa chỉ tâm nguyện, chỉ cần quý Phật tử phát tâm hướng về Tam Bảo tu tập là Pháp Hòa vui rồi. Pháp Hòa không hề có một cái ý muốn thêm đề tử, thêm dây cắn gì hết. Cho nên đại chúng hiểu là mình quy y là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, không quy cá nhân của một người. Tăng là mười phương, Phật mười phương, Pháp mười phương. Quy y là gì? Quy y là trở về nương tựa. Nương tựa với Phật là bậc thầy tịnh. Nương tựa với Pháp là lời dạy của Phật. Nương tựa với Tăng là đoàn thể của những người tu. Trước hết là các bậc xuất gia, kế đến là các vị cư sĩ tại gia sống theo lời Phật. Hiểu ý không? Như vậy quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng gọi là quy y Tam Bảo. Cho nên lại Phật mới lại ba lại đó. Lại Phật lại ba lại là lại Phật, lại Pháp, lại Tăng. Quy y để làm gì? Để trở thành một Phật tử. Mà trở thành Phật tử thì phải có bổn phận của người Phật tử. Mà bổn phận của người Phật tử là bỏ ác, làm lành, giữ tâm trong sạch. Và thế nào là bỏ ác? Tôn trọng sự sống, chúng ta không giết gọi là không sát sanh. Vì tôn trọng sự sống, tôn trọng tài sản của người khác, không trộm cắp mà biết chia sẻ. Tôn trọng gia đình hạnh phúc của mình và của người không quan hệ tình cảm dục nhiễm. Tôn trọng chân thật, cho nên chúng ta không lường gạt dối trá mà tập nói lời ái ngữ và lắng nghe. Tôn trọng thân của mình là do cha mẹ cho mình, tổ tiên cho mình, không tàn hoại thân mình bằng rượu chè, xì ke, ma túy. Và
phim ảnh, sách báo, những trò chơi có tính cách bạo động, căm thù, sợ hãi, chúng ta không tiếp xúc để nuôi dưỡng thân tâm. Bây giờ quý vị ôn lại: không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không lừa gạt dối trá, không rượu chè, hút sách, cờ bạc, bê tha. Có cái gì liên quan đến đạo không? Hay là liên quan đến đời sống của chúng ta? Hoàn toàn đời sống của con người đủ để biết đạo Phật là cảm hóa nhân sinh, chỉ cho mình cách sống, chứ không phải biến mình thành những tín đồ biết lại luật thờ cúng mà không nỗ lực tu tập chuyển hóa. Cho nên đừng sợ quy y để mình biết mình là Phật tử, cho nên có làm đi nữa đó, cũng biết nương tay. Rồi có lỡ làm thì biết tàm quý hối hận. Chưa quy y thì mình có thể không có biết quan tâm, nhưng quy y rồi thì biết quan tâm và tu tập. Và trước khi chúng ta chấm dứt, xin cảm ơn vị sư trụ trì Tịnh Xá Ngọc Thanh cũng như ban tổ chức đã chịu khó tổ chức để chúng ta có một buổi tối hôm nay. Kính thầy, phước báo từ kiếp nào mà thầy hiểu tâm lý cuộc sống của mọi người từ xuất gia đến thầy? Điều tra quá khứ. Thưa đại chúng, thật sự ra Pháp Hòa xin thưa như thế này: tất cả chúng ta trong cuộc đời này, mỗi ngày chúng ta đều hành xử qua ngôn từ, hành động và tư duy. Nhưng mà cái phước báo của chúng ta là chúng ta có mắt, có tai, có tim, có khối óc. Chúng ta có vận dụng để chúng ta đem cái tất cả cái đó, chúng ta nhìn, chúng ta học, chúng ta tư duy để chúng ta thấu đáo. Cái đó là cái mới gọi là cái phước báo của mình. Hồi sáng nó qua thưa rồi đó, mình có cặp mắt, nhưng mà nếu mình chỉ nhìn bình thường vậy thôi mà không có nhìn bằng cái sự thông cảm thì nó uổng đi. Cho nên hãy nhìn bằng sự cảm thông, tha thứ, đặt mình vào trường hợp đó để mình có thể hiểu được người. Đó là cái phước của mình. Cho nên xin thưa đại chúng, ngoài phước báo mình có của, có vật chất, có đời sống tốt, nếu mà mình nhìn lại mình thấy mình có một phước báo là mình biết cách ứng xử để sống, đó là phước. Vì tài mà không biết cách sống, cái tài đó cũng không, người ta không chọn, người ta không tiếp nhận một cách trọn vẹn. Cho nên trong tài phải có đức. Cái đức nó bao trùm cả cái tài. Người có đức á, nhiều khi không có tài nhưng mà được người ta thương quý. Cho nên đó, mình có cái phước, có lỗ tai, nhưng đừng chỉ để nghe chuyện thị phi, chuyện tốt xấu của người, mà chúng ta biết dùng lỗ tai đó để nghe những cái khổ đau của người khác, để chúng ta có thể cảm thông cho người khác. Nếu chúng ta làm được vậy, chúng ta mới biết rằng mình có phước. Cho nên người có thí dụ như người có thức ăn ngon mà không biết sử dụng nó, đem đi vứt bỏ thì không có phước hưởng. Giống như là mình có một cái món vật tốt mà không biết là đem đi bỏ đi. Cho nên cái này không có gì đặc biệt đâu. Cái quan trọng là cứ mỗi ngày, bất cứ chuyện gì xảy ra, chúng ta dừng lại, cuối ngày chúng ta dừng lại, rồi chúng ta hãy tư duy, tìm tòi cho mình một cái phương án, một cái câu trả lời, một bài học nào đó cho ngày hôm nay. Cho nên đối với Pháp Hòa đó, mỗi một lần tiếp xúc với Phật tử là một cơ hội để mình học. Vì một câu chuyện khổ đau của người ta là một kinh nghiệm cho mình, một bài học cho mình. Mà nếu mà mình để tâm như vậy, học rất là nhiều. Mà thường mình học ở đời nó mới nhiều hơn học trong trang sách vở. Cái phước báo không phải là cái gì mà nó không có được, mà do chúng ta có sử dụng nó đúng, để cái phước đó nó thật sự nó có mặt với mình hay không. Mình có phước được làm một người đệ tử Phật, nhưng hàng ngày mình không có biết trân quý những quyển kinh mà Phật đã, tổ đã kết tập lại. Quý ngài đã ngồi biết bao nhiêu cái công sức dịch những bản kinh ra cho mình đọc mà mình không chịu đọc. Đi lên chùa thấy quyển kinh nào cũng thỉnh hết rồi, để đầy tủ hết,
tới già rồi bắt đầu ôm thùng thùng lên giả lại chùa. Như vậy mình ôm quyển kinh về mà mình không đọc được những quyển kinh. Cho nên tại sao Pháp Hòa thường khuyến khích Phật tử tụng kinh? Tại vì Pháp Hòa quan điểm đơn giản đó. Quý hòa thượng của mình đó, đã đem hết công phu tu tập cuối ngày dịch từng quyển kinh cho mình. Bây giờ mình thể hiện cái lòng biết ơn của mình. Cứ mở kinh ra tụng đi. Thứ nhất, mình kết duyên được với Pháp Bảo. Thứ hai, trân quý những tác phẩm dịch thuật của các ngài. Thứ ba là mình lượm lặt bất cứ hình ảnh hình thức nào. Nay nghĩa lý cao siêu tốn hiểu, khoan hiểu nghĩa lý cao siêu đã. Cứ hiểu những cái nghĩa thông thường trong cái bản kinh đó đi đã. Rồi từ từ mình có tu là những chỗ đó nó sẽ phá ra được. Cho nên hàng năm ở bển bên Canada, Pháp Hòa có một khóa tu trì kinh. Khóa tu mùa đông là dành để trì kinh thôi. Trì hết bộ kinh này tới bộ kinh kia. Và quý vị đừng đặt vấn đề hiểu gì cả. Cứ tụng đi để, thứ nhất, mình cứ nói kinh điển này khó hiểu, mình cất vô trong đó. Mãi mãi không bao giờ mình đọc. Cũng giống như có một số nói, tụng kinh không hiểu mà tụng làm gì. Tụng như con vẹt mà tụng làm cái gì. Nếu mà mình tụng không hiểu mà mình không tụng nữa thì hiểu à? Không hiểu thì phải tiếp tục đọc tụng để mình hiểu. Chứ đâu phải thí dụ như con mình nó đi học về nó mai má toán này khó quá con không làm đâu. À con khó quá thôi khỏi làm đi con. Vậy cái cuối năm con lên lớp rồi con. Mình có nói với con mình được vậy không? Khó hả con? Vậy con phải ráng con hỏi han, con tìm tòi, con phải học. Đây là cái bài học của con để con thi con lên lớp. Chứ làm sao mà chúng ta cứ nghĩ nó khó rồi chúng ta bỏ qua. Rồi chúng ta cứ hát cái bài đường tuy khó không khó vì ngang sông cách núi. Nhưng chỉ khó gì? Lòng người ngại núi e sông. Kinh không khó vì chúng ta làm biếng. Mình sẽ hiểu được kinh nếu chúng ta chịu khó mằn mò học hỏi. Ngay cả những cái chữ Việt Nam thôi đó, mà mình nói rỉ rả mấy chục năm nay á, bữa nào lập tự điển cái coi mình tá quả, mình nói trời cái câu này mình nói nào giờ mình không hiểu cái trọn cái nghiệp đó. Nhiều khi mình nói cái chữ đó hàng ngày trong cuộc sống mình á, mình hiểu nó nôm na là như vậy nhưng mình chưa hiểu thấu đáo nó, cái chữ đó nó nguồn gốc từ đâu. Mà khi mình mở từ điển ra hay mình do một quyển sách nào đó mình đọc được rồi mình thích thú lắm. Mình thích thú lắm, mình thấy là mình mở mang được rất nhiều. Cho nên kháng kinh giả minh Phật chi lý là vậy. Đây là câu hỏi của má con. Năm nay 86 tuổi. Má con xin hỏi theo ý thầy, khi má mất chôn hay thiêu thì tốt? Cái nào rẻ tiền gọn lợi là tốt? Thật sự ra chôn thiêu không có gì tốt xấu cả. Con người mình á khác hơn con vật trong rừng. Con vật trong rừng nó chết nó tự rã, hoặc là con khác nó tới nó ăn, nó giải quyết là xong. Con người mình không ai dám. Nhưng mà để vậy nó sình nó hôi, cho nên chúng ta phải bắt buộc phải có một phương pháp nào đó để thanh toán một cái thi thể khi đã chết. Nhưng mà tại là con người, mình có một đời sống văn minh, cho nên chúng ta bắt đầu phải tổ chức những tang lễ theo phong tục của mỗi nơi. Việt Nam mình tang lễ rất là rườm rà, đủ thứ hết. Mà quý vị đi qua những cái quốc gia khác tang lễ rất gọn gãy. Như vậy thì mình, nếu mình sống trong một văn hóa Việt Nam mà mình thấy một cái lễ tang như vậy mình kêu là đủ đó, không phải đâu. Pháp Hòa ví dụ nha. Thí dụ một cái đám tang mình tổ chức nhẹ nhàng để bày tỏ lên cái niềm thương tiếc của mình một phần, đồng thời trân quý những sự có mặt của bạn bè tới thăm. Những trống kèn inh ỏi là cái không cần thiết cho tang lễ. Mà nếu chúng ta làm mà để lấy mặt mũi với làng xóm, nhưng mà bên cạnh đó làng xóm cũng rất phiền mình. Một cái đám tang mà cả xóm ba đêm không ngủ. Như vậy thì cái đám tang này phước hay tội?
hay lỗi hay nghiệp gì đó, mình phải tư duy lại. Chứ đừng quan niệm là đám tang phải đem về tận Việt Nam rồi tổ chức 3 ngày 3 đêm hết đèn đờn Tây tới đờn ta, ỉ o cả đêm cả ngày mà gọi là nở mặt nở mày, mà hàng xóm người ta phiền vô cùng. Thì rốt cuộc cái đám tang mà để người ta thương tiếc, mà người ta không thương tiếc mà người ta trách móc. Vậy thì việc làm của chúng ta phải suy nghĩ lại. Cái chuyện chôn hay thiêu chẳng qua là một sự giải quyết một thi thể. Cái gì gọn cho con cháu là mình nên làm. Đừng bắt buộc theo ý mình mà các con hơi cực. Chẳng hạn như phải đưa tận về Việt Nam. Làm được thì tốt, nhưng mà nếu mình thấy hoàn cảnh con cái mình khó khăn, không có hoàn cảnh thì thôi, nhẹ nhàng. Đừng bận lòng chuyện chung hay thiếu hay làm gì cả. Pháp Hòa không có nói là cái này đúng cái sai, nhưng mà ở đây mình giải quyết cách nào cho nó gọn gãy. Chôn cũng được, thiêu cũng được, đó là cách Việt Nam mình. Chứ còn ở bên Tây Tạng đất đâu mà chôn. Thì buộc lòng Tây Tạng phải có một phương pháp giải quyết khác, đó là đem lên rừng, lên núi cho chim ăn. Thì người ta gọi là điểu tán. Ở bên Ấn Độ á, ít có nghĩa trang lắm, hầu như không thấy nữa. Mà bên Ấn Độ là chỉ quấn vải rồi đốt, đốt xong rồi thả xuống sông Hằng cho nó trôi ra ngoài sông luôn, gọi là thủy tán, hỏa tán. Còn mình bây giờ á, không có cái văn hóa dục cả cái xác xuống sông, cho nên buộc lòng á, phải đốt cho nó thành tro rồi mới đem thả sông được. Vì cái đất nước Việt Nam mình không có văn hóa đó. Ấn Độ người ta có văn hóa đó cho người ta thấy nó bình thường. Hay là Tây Tạng có văn hóa mà chặt ra từng khúc cho chim ăn là chuyện bình thường. Nhưng mà mình không có văn hóa đó. Cho nên nó có 5 cách tán: thổ tán, thủy tán, hỏa tán, điểu tán, thi lâm tán hay là phong tán. Cách nào là một phương pháp giải quyết, chứ không có tốn xấu gì cả. Còn cái chuyện mà thôi, thiêu rồi để ở đâu, để ở đâu có chỗ để là tốt. Để ở nhà cũng được, đừng có sợ gì hết. Má mình, ba mình mà có gì đâu sợ. Nó không để nhà âm khí lắm. Con thường tự giới thiệu là chú tiểu tánh kiến. Tuy là con là cư sĩ tại gia, tuổi cao niên, giữ năm giới ăn chay trường từ lúc quy y cách đây 5 năm. Lý do là con muốn luôn luôn tự nhắc nhở mình phải khiêm nhường với tất cả mọi người già hay trẻ. Con có một đạo hữu đồng tu sáng nay cho con biết là đạo hữu đó hiểu lầm, tưởng là con đã xuất gia nên tỏ lòng tôn kính hơi quá đáng. Tức là vị này không lên, nói ông cạo đầu rồi ông xưng ông là chú tiểu, làm tôi kính ông hơi quá. Bây giờ tôi phát hiện ông không phải. Hơi hối tiếc. Nếu mình là một vị tại gia, phát cái tâm là nói là lý do mình tự gọi mình là chú tiểu để tự nhắc nhở khiêm nhường. Nếu mình tự nhắc nhở mình khiêm nhường thì khỏi cần xưng chú tiểu khi mình chưa phải là chú tiểu. Cái nhẹ nhàng nhất là tại gia cư sĩ. Cư sĩ cũng là một người, nhưng mà bây giờ cư sĩ tịnh tu, hay là mình nói là phạm hạnh cư sĩ cũng được, là một cư sĩ ở nhà lo tịnh tu. Còn cái từ ngữ như là tỳ kheo, tỳ kheo ni, sư cô, sư chú, sư thầy gì đó là từ ngữ của người xuất gia. Đã khiêm cung thì không có lạm dụng cái từ của người khác. Mình giữ cái chữ nhẹ nhàng của mình là phạm hạnh cư sĩ hay là tịnh hạnh cư sĩ. Nói cạo đầu cũng được, mặc áo giặc hò cũng được. Nhưng mà nhiều khi mình mặc vậy cái ta hiểu lầm, ra đường ta thấy mình lụm cụm, ta tưởng hòa thượng. Thành thử ra mình là cư sĩ, cứ là cư sĩ. Rồi nếu muốn khiêm cung thì cứ tự xưng mình. Hồi xưa đó hòa thượng Tuyên Hóa, khi mà ngài mất cha mẹ đó, ngài cư tang đó, ngài tự gọi ngài là Mộ Trung. Mộ Trung là gì? Người con ở trong đám mộ.
người con trong nấm mộ. Và các vị ngày xưa người ta muốn, nghĩa là khiêm cung, người ta hay dùng những cái từ rất là bình, rất là nghe là không có kính. Thành thử ra ở đây mình thể hiện, nhưng mà thôi bây giờ để người bạn này cũng may phước là bây giờ bày tỏ cho anh biết. Ông tự xưng ông là chú tiểu, thành thử tôi tưởng ông xuất gia, lâu nay tôi kính ông quá trời luôn. Thay vì tôi mời ông ly nước cho tôi tưởng ông chú tiểu, tôi thêm cái dĩa hồi cục cho tôi vậy. Thí dụ vậy. Bây giờ mình khiêm cung xưng nhẹ nhàng lại và tịnh hạnh cư sĩ. Cũng giống như nay tôi là người ẩn tu, nhưng mà tháng nào cũng đăng báo hết. Quý vị muốn thăm ẩn tu cư sĩ tới chỗ này chỗ kia, ta đọc báo ta chờ tới cười quá, tên là ẩn cư mà đăng báo. Bạch thầy, con đang nghi vấn con đang có một nghi vấn trên mạng, nghe thầy có bài thuốc chữa bệnh đau khớp có đúng không, xin thầy quan hỷ chỉ cho con, tại con bị đau. Không biết em đính chánh cái vụ này bao nhiêu ngàn lần. Em không có quảng cáo thuốc gì trên Facebook hết. Nếu nói về đau khớp, em đau dữ lắm mà em chưa có thuốc. Quảng cáo thầy tự xưng nha, Pháp Hòa đau bệnh tiểu đường 10 năm, uống thuốc hoài không hết, may thay về Việt Nam uống to này hết bệnh. Ai muốn hết bệnh xin liên lạc vị thầy này, cái em là người hết bệnh tiểu đường. Rồi em đi quảng cáo thuốc đó. Ngày hôm qua bên Minnesota bị một cô hết 500 rồi, gửi tiền xong rồi không thấy thuốc. Có khi nhận đại một gói thuốc, email qua Pháp Hòa hỏi thầy ơi, con mới chuyển cho thầy 1.000, thầy đưa cho con gói thuốc này uống làm sao? Pháp Hòa nói xin đừng uống. Tại vì nếu người đó thật sự có thuốc tốt, họ tự quảng cáo, chẳng cần phải mượn danh của ai để làm cái việc kỳ cục như vậy. Cho quý vị đừng có nghe nha, đây là để tính chánh không biết bao nhiêu ngàn lần. Con có một đứa con, hiện tại nó không chịu ra ngoài. Con cố gắng tìm mọi cách, có đi bác sĩ tâm lý nhưng chưa thấy phát triển, tiến triển. Nó cũng hay nóng giận la hét với con, xin thầy cho con lời khuyên. Trong thế gian, chúng ta có 3 loại bệnh. Chúng ta có thân bệnh, chúng ta có tâm lý bệnh, và chúng ta có nghiệp bệnh. Trường hợp của em này có thể là tâm lý bệnh cộng thêm một phần nghiệp bệnh. Và tâm lý thì nó cần được chữa trị bằng tình thương, sự nhẫn nại. Cho nên mình làm cha mẹ không thể nào làm gì khác hơn, mình chỉ biết tiếp nhận con mình, tạm thời mỗi ngày chăm sóc bằng tất cả tình thương và nhẫn nại của mình, để cho cái tâm ý nó có một vấn đề gì trong cuộc sống nhưng nó chưa thổ lộ được với ai. Bây giờ mình làm cha mẹ thì không thể đuổi nó ra được, thì bây giờ trước hết là mình phải chấp nhận nó là như vậy, rồi bằng tất cả tình thương sự nhẫn nại mình chăm sóc. Bên cạnh đó mình là một Phật tử, cho nên quý vị có thể phát tâm sám hối cầu giải nghiệp cho con, và trong đó có mình. Nhiều khi á, con mình đó, nó mang cái nghiệp đó, đó là cái khổ của nó, nhưng mà là cái nguyện của mình. Thay vì mình nói cái nghiệp của mình thì mình nói đây là cái nguyện của mình. Thôi bây giờ con lành mạnh cũng là con, nếu nó lành mạnh nó ở nhà không mình cũng phải nuôi, huống chi bây giờ nó lại mang một cái tâm bệnh như vậy. Mà bây giờ nó chỉ có điều là nó chưa gặp đúng người để nó trút ra những cái niềm đau nỗi khổ khó khăn trong lòng. Trước hết hãy đem tình thương thật sự của một người mẹ, sự nhẫn nại đối với con mình.
tình thương đó ít ra cũng còn nuôi nó được, không làm cho nó khủng hoảng hơn. Cái đứa nó bị như vậy mà cha mẹ nóng lòng, nhiều khi tức giận đuổi nó, mắng nó, kiếm chuyện với nó mỗi ngày, thì mình chỉ tăng trưởng khổ đau trong lòng nó và không giải quyết được. Rồi bên cạnh đó mình cũng nên sám hối, cầu nguyện, gửi cái năng lượng bình an cho con mình, rồi hàng ngày chăm sóc. Đủ duyên thì nó sẽ có một cơ hội nó thay đổi. Nhiều khi đến một cái tuổi nó lớn, nó có cái suy nghĩ khác. Cuộc đời Đức Phật có ba sự kiện quan trọng: đản sanh, thành đạo, niết bàn. Trong ba sự kiện quan trọng trên, Đức Phật đều ở trong hoàn cảnh vườn cây mà không phải nơi cao quý dành cho Ngài. Kính xin Thầy giải thích cho con và đại chúng rõ. Đức Phật có bốn cái điều quan trọng trong cuộc đời Ngài mà đều xảy ra ở ngoài rừng, ngoài vườn chứ không phải ở trong hoàng cung. Thứ nhất, Đức Phật sanh ở đâu? Vườn, phải không? Vườn Lâm Tỳ Ni, dưới gốc cây gì? Dưới gốc cây Vô Ưu. Một việc. Vậy thì Đức Phật sanh ở trong vườn, ở dưới gốc cây. Rồi lớn lên, Ngài đi xuất gia, Ngài thành đạo ở đâu? Ở trong rừng Gaya, dưới gốc cây gì? Cây Bồ Đề. Rồi khi đó Ngài đi đến nơi nào để Ngài chuyển pháp luân cho năm anh em Ngài Kiều Trần Như? Vườn gì? Vườn Lộc Uyển, gọi là vườn Nai. Rồi cuối đời Ngài niết bàn ở rừng gì? Rừng Sa La. À, như vậy sự kiện cuộc đời của Đức Phật: đản sinh, thành đạo, thuyết pháp, niết bàn đều ở trong rừng, trong vườn, gốc cây, mà không phải ở nơi cao quý mà xuất thân của Ngài. Điều này để nói lên Đức Phật là người sống đơn giản và rất yêu chuộng thiên nhiên, bảo vệ môi sinh và môi trường. Cái môi trường này chúng ta phải hiểu rộng. Thí dụ như mình là một người xuất gia, có phải cái môi trường lành mạnh thì làm cho đời sống tu hành mình nó khác hơn không? Bây giờ nếu mình là người xuất gia, mình không ở chùa, nhưng mình lại thích đi giao du ngoài chợ, ngoài búa, ngoài chỗ shopping, thì cũng là một môi trường. Nhưng môi trường đó không thể nào làm cho mình thăng tiến được cái đời sống phạm hạnh của người xuất gia được. Một đứa con nó ở trong nhà mình, mà ngày nào cái môi trường của nó phải hưởng là sự la hét của cha mẹ, sự gây gỗ, sự đánh đập, vân vân trong gia đình, vậy thì môi trường con của mình ở nó không có lành mạnh, nó không có thiên nhiên. Mà nếu như cha mẹ mà sống trong nhà mà có một cái hạnh phúc, thí dụ có tức giận nhau vô trong phòng, hoặc là ra một khúc, một chỗ nào đó mình nói chuyện, không bao giờ để cho con cái mình nó bị ảnh hưởng những cái không khí bất hòa của cha mẹ, thì mình tạo một cái môi trường sống cho con. Một cái cây á, mà nó thiếu cái môi trường sống, nó cũng không thể xanh tươi tốt đẹp, huống chi là con người, phải không? Như vậy Đức Phật á, nó là Đức Phật á, ở trong một cái môi trường lành mạnh thiên nhiên, để muốn nhắc nhở chúng ta. Đức Phật muốn nhắc nhở chúng ta rằng bất cứ chúng ta là ai, nhưng mà không người nào mà không cần một cái môi trường lành mạnh để sống. Không có môi trường nào tốt cho đẹp mà thoáng khí mà nhẹ nhàng bằng một cái môi trường sao cây cỏ xanh tươi, phải không? Cho nên đó, quý vị đi đến chùa mà thấy có cảnh có cây nó cũng khác. Đó là bất cứ ai, người giàu, người nghèo, người gì cũng đều cần một cái không khí trong lành để hít thở, để sống cả. Vậy thì người đời, người đạo, người trẻ, người già, người bệnh, người khỏe, tất cả đều cần một môi trường lành mạnh để sống. Ở đây Đức Phật, khi mà nói tới chỗ này thì chúng ta nói đến Đức Phật đã đi về một cái môi trường thiên nhiên. Mà từ môi trường thiên nhiên đó, chúng ta phải để chú ý tới cái chỗ môi trường sống. Và Đức Phật là một người cao quý, nhưng suốt cuộc đời Ngài ở những cái chỗ rất bình thường.
Như vậy một người sống của chúng ta bình thường là tốt hay bất thường tốt? Bình thường tốt, phải không? Cho nên chữ Như Lai là gì? Như Lai nghĩa là gì? Đến như thế nào, đi như thế đó. Đức Phật đến cuộc đời này như một con người bình thường, cũng có cha có mẹ sinh ra, rồi Đức Phật cũng lớn lên và cũng già cũng bệnh, rồi cũng qua đời như bất cứ con người nào. Đây là cái chỗ bình thường của Đức Phật. Nhưng mà ở cái chỗ sanh cho tới cái chết, sống cho tới cái chết của Ngài á, đều có cái sự tỉnh thức giác ngộ trong đó, y như mình. Nhưng mà mình thì đụng đâu khổ đó, thì Ngài, nhưng mà đối với Đức Phật thì sao? Ngài tỉnh, Ngài giác, cho nên Ngài không để những cái đó nó làm khổ mình. Cho nên thưa đại chúng, khổ vui chẳng qua là qua kẻ mê người tỉnh. Người mê thì khổ tơi bời và buồn trách với cái khổ, người tỉnh thì không để cái khổ đó nó làm khổ mình. Cho nên tức, ví dụ như cũng là cái món ăn, nhưng mà người mê thì ăn phiền não. Thí dụ bây giờ bữa nay mình ăn cái món này nó chỉ thiếu một chút chua thôi thì cũng ăn, mình nói chi nói hoài mà cũng hết gì á, mà rồi làm phiền mọi người, mà người ta khó chịu với cái nấu thiếu sót của người ta thì cũng ăn, mà ăn trong cái mê. Còn người tỉnh ta ăn ngon lành. Cho nên đó, Ngài Hoằng Nhất Đại Sư á, có một hôm có một ông tướng đến thăm Ngài, thì Ngài vẫn mời ông tướng ăn cơm với Ngài bình thường nha, chứ không có làm gì đặc biệt hết. Mỗi ngày Ngài ăn cơm với lại củ cải muối mặn. Ăn xong cái ông nói: Hòa Thượng ăn cơm chi mà ngày nào cũng cái món củ cải này nó mặn quá. Thì Hòa Thượng mới nói: Mặn nó có ngon của mặn. Nhờ vậy cho nên ăn xong rồi uống miếng nước lạnh vô thấy nó ngon của nước lạnh, chứ bình thường uống nước lạnh thấy ngán. Ví dụ vậy. Đó là một câu chuyện rất nhỏ, nhưng mà để cho chúng ta thấy cái đơn giản của cuộc sống. Cho Đức Phật ở đây Ngài chỉ muốn nói cho chúng ta biết đơn giản của cuộc sống, thiểu dục tri túc, bảo vệ môi trường, sống với thiên nhiên. Và ở đây Pháp Hòa chỉ muốn nhấn mạnh và để cho chúng ta tô đậm lên cái môi trường, cái môi trường của tất cả con người chúng ta rất cần. Nếu mà chúng ta sống mà một cái môi trường không lành, thí dụ như một đứa con nó có rất nhiều đồ chơi ăn uống trong gia đình, nhưng mà cái môi trường sống nó là cái môi trường của sự gây gỗ hận thù thì đâu có tốt cho nó, vì là hàng ngày nó chỉ tiếp xúc cái đó. Cho nên mình nuôi một đứa nhỏ nó quan trọng lắm, tạo cho nó một cái môi trường. Pháp Hòa hay nhắc các thầy ở chùa, sau này mình nhận mấy em nhỏ đó, phải làm sao tạo cho mấy em có một không khí gia đình. Đừng để nó cảm thấy nơi này là cái nơi gọi là răng đe, roi vọt. Không. Mình không thể biến ngôi chùa thành cái chỗ răng đe, roi vọt. Nói không được là quất, là phạt. Mà phải đem tình thương cảm hóa nó. Mà để chi? Mai mốt lỡ nó không còn tu á, nó còn vẫn thấy đó là một ngôi nhà nó trở về. Chứ đừng để nó ra đi rồi nó hận thù. Thấy đâu thầy chùa đâu ghét đó. Hồi nhỏ đánh nó quá, răng đe nó quá. Đó không phải phương pháp. Mà có thể ngày xưa đó là cái phương pháp đó để chi? Để vì các chú nhỏ, cái môi trường ở Việt Nam đó khác. Cái môi trường ở đây nó không có thiếu thốn. Nó là những đứa nhỏ được cưng yêu của cha mẹ. Chẳng qua là bây giờ nó thích vô chùa nó ở thôi. Thì mình tùy thuận cái thích nó trong lúc này. Một đứa nhỏ mà vẫn còn yêu thích cái lành mạnh, cho nên mình phải thương yêu nó, mình chăm sóc nó để nó có được môi trường. Nó thấy rằng chỗ nó chọn là một cái môi trường lành mạnh, được thương yêu, được chăm sóc. Chứ không phải cái chỗ mà hở chút là đánh đập, la rầy nó. Thì một đứa nhỏ như vậy lâu ngày nó trở thành một đứa sợ hãi. Và mình làm sao mà người nhỏ mà đối với người trên đó, mà vừa sợ mà có cái thương, chứ không phải sợ một cái kiểu mà hốt hoảng. Hai cái sợ nó khác nhau. Cho nên trong cái bản tụng Lăng Nghiêm, đại chúng ngưỡng quan quý ái kim bảo, vừa sợ mà vừa thương. Đối với Đức Phật có sự tôn nghiêm mà làm cho mình phải cung kính, nhưng trong sự cung kính đó không có sợ hãi một cách sợ hãi, mà sợ cung kính và trong đó đầy tình thương. Mình nuôi con, mình giữ một đứa con nít, làm sao phải được như vậy đó.
chứ còn không thì nó sẽ biến nó thành một cái đứa nhỏ, nó repeat cái đó, nó lặp lại cái đó đối với tất cả những người thân của nó. Pháp Hòa có một anh Mỹ có vợ Việt Nam, nhưng mà cuối cùng anh hành khổ vợ anh bằng sự lạnh lùng. Nhưng mà khi điều tra ra, anh không cố tình như vậy, nhưng mà tại vì từ nhỏ anh đã sống trong một môi trường là gia đình tan vỡ, cha mẹ không có hòa hợp, ly dị. Và một tuần anh ở với ba, ba đi làm suốt, anh cũng im lặng và không được sự chăm sóc. Tuần sau anh về với mẹ, mẹ cũng đi làm và có bạn, cho nên bạn mẹ cũng chỉ sống và chấp đưa con về nhà một tuần vậy thôi, nhưng mà thiếu đi sự chăm sóc. Thành thử ra anh đã được nuôi dưỡng bằng một cái môi trường như vậy. Lớn lên anh cưới vợ, mà người Việt mình thì khác phải không? Người Việt mình là con cái phải ăn cơm chung, rồi cha mẹ, nói chung là một cái gia đình rất là Việt Nam. Anh không hợp với cái môi trường đó. Cho nên cái mỗi lần mà tập hợp là anh lên lầu anh nằm. Thì cả gia đình bên vợ cứ nghĩ rằng anh này anh tánh tình kỳ cục, không có hòa hợp với gia đình. Và mỗi lần như vậy thì làm cho người vợ rất khó chịu. Bây giờ giữa chồng với lại gia đình, mà thật sự chỉ cũng lên tâm sự là con cũng sống trong cái hoàn cảnh này mỗi ngày, nhưng mà con biết nói với ai. Đi làm về không nói một tiếng nào, lên phòng đợi tới cơm xuống ăn rồi cứ cắm cúi ăn. Rồi mạnh con làm gì con làm, mạnh mấy đứa nhỏ làm gì làm, không có một cái lời nói, một cái cử chỉ gì cả. Cho đến một ngày Pháp Hòa được ngồi nói chuyện với anh, thì Pháp Hòa mới hiểu được hết cái hoàn cảnh của anh. Quả thật có hiểu mới có thương. Hiểu anh rồi thì thương anh hơn. Và từ cái thương đó mình hiểu cái hoàn cảnh của anh, mình bắt đầu từ từ lôi anh ra khỏi cái môi trường đó. Cho nên hồi nãy một đứa nhỏ mà ở trong phòng đó, quý vị cũng tìm cách lâu lâu xin nó ra 10 phút. Con hay con, mẹ nấu cơm lặt ra không kịp đó, con phụ mẹ 10 phút nha con. Con ơi con, phụ mẹ rửa chén đi con. Mình đôi đem nó ra khỏi cái môi trường đó. Con ơi con đi thông dịch giùm mẹ đi. Mẹ đi bác sĩ mà mẹ không biết tiếng Anh nhiều, mặc dù mình có thể mình biết. Hay là mình đi chợ đi đâu, con đi với mẹ đi. Đi với mẹ cho vui. Đứa nhỏ đó nó không có cái gì gọi là nó xấu hết á. Chẳng qua là nó đang cần cái sự nhẫn nại, từ bi và phương cách của mình. Cho nên mình không đem nó ra được trọn ngày đâu. Nó làm chừng chút xíu là nó lẻn nó vô phòng nữa à. Nhưng mỗi ngày mình đều tìm cách đem nó ra khỏi cái căn phòng của nó, để nó có thể gần gũi mình 5 phút cũng được, 10 phút cũng được. Rồi từ từ. Tại vì bệnh thì phải chấp nhận thôi. Mà có bệnh thân, bệnh tâm và bệnh nghiệp. Thì bây giờ mình là người hiểu biết tâm lý thì mình phải chuyển hóa nó. Bên cạnh mình là Phật tử nữa, mình có phương pháp sám hối nữa. Cho nên lại sám hối, tụng kinh để mày giải cái nghiệp cho mình và cho con. Nghiệp là gì? Nghiệp là cái hoàn cảnh, một cái đời sống mà là chấp nhận như vậy gọi là nghiệp thôi. Thí dụ như một cái người mà sáng xỉn chiều say mà cứ thích sống trong cái cảnh đó thì cũng là một dạng nghiệp. Tức là chấp nhận bằng lòng sống hoài trong một cái cảnh khổ đó mà không ra được. Chứ một con dòi, mình nói với con dòi, dòi ơi đi ra đi, nói sao được. Tại vì cái nghiệp đó là nó ở trong đó, và nó cảm thấy chỗ này là cái môi trường tốt nhất của mình. Thì cho nên trong cuộc đời mình gặp có những người sống trong cái cảnh mà mình thấy không ra gì, mình kêu họ ra mà họ không ra, cũng đừng buồn họ. Vì họ có một cái chiêu cảm nào đó của cái nghiệp lực đó mà mình nói không được, tại mình không phải trong môi trường đó. Nhưng mà muốn cảm hóa họ thì phải có tình thương như Ngài Địa Tạng. Phải có ý chí kiên cường như cái tích trượng của Ngài Địa Tạng. Phải có cái tâm sáng suốt, biết tìm phương cách như viên minh châu trên tay Ngài Địa Tạng. Phải có cái tâm giải thoát, không vướng mắc, không chấp ngã như thân tướng của Ngài Địa Tạng, là thân tướng của một người xuất gia. Các vị Bồ Tát khác đều có tóc, đều mang chuỗi, mang ngọc, mang bông. Duy có Bồ Tát Địa Tạng là hình tướng của người tu. Hình tướng của một người xuất gia là tượng trưng cho giải thoát. Trên tay Ngài cầm viên minh châu là tượng trưng cho trí tuệ. Cây gậy mà Ngài cầm trên tay là tượng trưng cho tâm kiên trì. Chỉ có tâm kiên trì, chỉ có sự trí tuệ, chỉ có giải thoát
mới có thể đưa chúng sanh ra khỏi cái vòng khổ đau. Cho nên việc làm của Ngài Địa Tạng là cực hơn các vị khác. Có phải mình chăm sóc một người ăn nói đàng hoàng khỏe hơn chăm sóc một người mà họ không nói gì hết không? Thầy nói mình chăm sóc một người mà không nói gì hết, không biết họ muốn cái gì. Nhưng mà sự nhẫn nại và lòng từ bi của mình thì cũng phải làm được thôi. Xin Thầy cho con hỏi, có người nói đang nghe Pháp mà nói chuyện, làm việc riêng thì kiếp sau thành con lừa. Có đúng hay không ạ? À? Tại con hay nghe, tại con hay vừa làm việc vừa nghe Thầy giảng. Thưa đại chúng, có thành lừa không thì Pháp Hòa không biết nha. Nhưng mà Pháp Hòa chỉ thưa theo cái thế này. Khi mình ngồi yên lắng mình nghe Pháp thì lời Pháp nó rót vào trong mình một cách trọn vẹn. Khi mình vừa làm việc mình nghe Pháp cũng tốt, nhưng mà cái nghe đó nó chập chờn, nó có khúc được khúc mất, khúc nhớ khúc quên. Kết quả nó khác tùy theo cái nhân mình đối thôi, chứ không có bị mắc cái quả báo gì cả. Mà nếu mà nghe Pháp mà vừa làm vừa nghe Pháp mà thành lừa thì chắc là chỉ được một người ngồi nghe thôi. Tại vì phần lớn đi làm về phải nấu ăn, hiểu không? Vừa làm vừa phải nấu ăn thì làm sao mà có thể ngồi trọn vẹn nghe Pháp. Thì thôi, ai muốn, ai có thời giờ, thí dụ một bài Pháp đó, mình mở mình nghe, vừa làm mình nghe, xong mình thấy cái bài này có nhiều cái điểm mình cần nghe lại, bắt đầu tìm chỗ, tìm giờ, ngồi nghe thấu đáo để mình tiếp nhận trọn vẹn. Còn nãy mình nghe dạo, nghe lướt, nghe dạo trước, giống như mình coi phim vậy đó, coi lướt lướt vậy đó, hay thì coi lại trọn bộ. Thì cái mình tác động như thế nào thì cái quả nó vậy thôi. Mình nghe, mình vừa làm vừa nghe thì làm sao nhớ được trọn như mình ngồi mình nghe. Tụng kinh cũng vậy, vừa làm vừa tụng cũng được, nhưng mà không bằng chúng ta có một thời khóa hẳn thôi, để chúng ta trọn vẹn sự thanh tịnh, và chúng ta trọn vẹn một cái thời khóa quân tu của mình, không hề tội gì cả. Còn ai đó nói mắc tội con lừa gì đó thì cái đó các vị nói chứ Hòa không biết. Đức Phật dạy một bậc thánh có bốn việc nên làm: điều gì biết nói biết, điều gì không biết nói không biết. Bây giờ mình không biết thì mình nói tôi không biết, nhưng mà theo tôi hiểu là vậy. Bây giờ một đứa, một người mà làm bài, mà chú tâm làm bài với một người vừa làm bài, vừa nghe nhạc, vừa xem phim, vừa nói chuyện, vừa thế này thế kia thì có thể là bị sai. Còn người nào mà ngồi đó mà chú tâm làm bài thì cái bài nó sẽ khác. Chẳng những nó mau mà kết quả nó cao. Còn mình làm lăng xăng thì nó không được mà kết quả nó không tốt. Vậy thôi. Chứ còn mà nếu Phật giáo mà cái gì cũng hăm dọa đọa con này đọa con kia thì tội cho người ta quá. Thưa đại chúng, là nếu quý vị có nghe những cái lời như vậy, quý vị cứ nhận đơn giản thôi, như một sự nhắc nhở để cho mình biết trân quý. Cũng không đả phá, nhưng mà cũng đừng có nghĩ rằng sao Phật giáo kỳ. Cứ đơn giản nghĩ là có các ghệ muốn nói như vậy để cho chúng ta đem hết cái tâm của mình vào trong cái việc chúng ta làm. Làm sao để nhận biết và kềm chế cơn nóng giận? Ai cũng có nóng giận hết. Bây giờ ví dụ như quý vị nấu cơm nè, nấu canh trên lò đó, nếu mà lửa nó vừa sôi lên, quý vị biết không? Biết, cho nên mới hạ lửa xuống, vớt bọt để nó khỏi trào, quậy nó một cái để cho nó khỏi có phải trào. Tại sao nấu ăn nó vừa sôi thì biết bớt lửa, mà cơn nóng giận trong lòng nó vừa lên không biết tắt? Vậy cứ lo tắt lửa lò mà quên tắt lửa lòng. Sắp sửa đi ra cửa dán một tờ giấy tổ bố nhớ tắt lửa lò. Vậy mà ra khỏi cửa quẹt xe lửa lòng nó phực lên. Lửa lò nó có bật, nó chỉ cháy có cái nhà thôi. Còn lửa lòng mà nó lên cháy cả hạnh phúc gia đình. Cho nên Đức Phật dạy trong kinh đó, thỉnh thoảng phải quán vô thường.
thỉnh thoảng phải quán rằng á, khi bây giờ trước hết nè, khi mình giận ai là người khổ đầu tiên đó. Như vậy Đức Phật nói đúng gì nữa, ai mà giận là người đó, người đó là người khổ đầu tiên. Mà bệnh mà do cái cơn giận lâu ngày rồi nó hậm hực, cái có người thì bệnh tim, có người bệnh này bệnh kia, có khi bị tăng xong đọc tiểu sử lên, má con tu hành bao nhiêu năm đã an nhiên thị tịch sau một cơn giận. Uổng quá. Khi mình giận mình là người khổ đầu tiên, và người giận là mất khôn, hai việc. Cho nên nó có ai mà giận mà nói lời dễ thương không? Mà có người nào mà tức mà sáng không? Thường thường là tức tối không? Không ai mà nói tôi tức sáng không? Tức là tối. Tức là tối tâm. Tối tâm từ ngôn từ, từ hành xử, cho nên từ tất cả những cái mà đời sống như chúng ta. Cho nên lấy mấy cái đó làm tiêu chuẩn. Lo tắt lửa lò, phải biết tắt lửa lòng. Mà lửa lò mà lỡ mà không tắt thì cháy cái nhà thôi. Còn lửa lòng mà không tắt là mất cả gia đình, mất cả hạnh phúc. Cho nên ai cũng có sân hết, ông thầy ông cũng có sân nữa. Nhưng mà cái khác giữa người tu á, là chúng ta biết mình sân. Biết mình sân để làm gì? Để đừng có nói những lời sân. Tại vì tu là phải biết, mà trước hết là biết mình những cái tâm hành đó đang sinh khởi trong ta. Giận buồn vui tức biết. Biết để làm gì? Để khơm nó xuống. Để đừng để cho nó thô tháo, thốt cái lời nói không dễ thương. Câu hỏi này: bà xã của tôi 3 năm trước khi qua đời, bà nghe thầy giảng pháp một ngày gần 8 tiếng đồng hồ. Khi bà qua đời ở tuổi 83, bà không bệnh đau một ngày nào, không phiền hà chồng con một giờ nào. Tôi cũng muốn chết như vậy. Nhưng tôi không có 8 tiếng để nghe thầy thuyết pháp mỗi ngày vì còn kẹt hai job full time. Xin thầy cho biết tôi phải nghe giảng tối thiểu mấy tiếng mỗi ngày. Và xin thầy cho tôi biết YouTube nào quan trọng nhất cần phải nghe. Cái này là quan ông địa. Đâu phải là bà cụ nghe pháp 8 tiếng rồi bà đi ngọt đâu. Nhưng mà thật sự nó cũng có một phần kết quả là vì nghe pháp nhiều, cho nên lời pháp nó sống với mình, nó làm bạn với mình mà mình không làm bạn với phiền não khổ đau. Đức Phật dạy trong kinh đó, hãy làm bạn với thiện. Người làm bạn với thiện mỗi ngày thì người đó sẽ giảm đi những phiền não. Ví dụ bây giờ một ngày quý vị mở kinh, quý vị mở sách, quý vị đọc nhiều hơn, quý vị nói chuyện thị phi, thì cái kết quả nó sao? Mình giảm được chuyện thị phi mà mình mở mang được hiểu biết. Như vậy thì bà cụ đây cũng không phải là không đúng. Nhưng mà cái quan trọng là bà có hành trì những cái pháp bà nghe. Trước hết là bà làm bạn với thiện. Nhưng mà bà làm bạn với thiện mà bà thật sự thân cận với thiện. Bây giờ Pháp Hòa giải thích hai chữ thân cận nha. Thế nào là thân mà thế nào là cận? Nếu mình gần thầy, sát bên thầy, đi đâu cũng có thầy với mình, cái đó mới thân thôi. Mà sau lưng thầy, trời ơi, mình ra quay với tất cả, này không cận. Thân mà không cận. Nếu mình ở gần thầy, mình phải hiểu được tâm ý của thầy đối với mọi người. Thầy thương mọi người, thầy trân quý mọi người. Thì mình là một người gần thầy, mình cũng phải học cái hạnh trân quý mọi người của thầy. Cũng giống như một cái người thư ký của một bác sĩ. Ông bác sĩ ông rất giỏi, bệnh nhân nào cũng muốn tới tìm hết, mà khổ nổi ông gặp cô thư ký. Cho nên rốt cuộc bệnh nhân ve đi chỗ khác hết. Là tại vì cái cách hành xử của cô thư ký. Đáng lý ra ông độ cho rất, ông giúp được rất nhiều bệnh nhân, mà rốt cuộc tại cô thư ký mà ông mất tiền, mất bệnh nhân, ông mất đi cái cơ hội chữa bệnh cho người. Thì Đức Phật cũng vậy. Chúng ta là những người đệ tử, chúng ta đừng có chỉ thân mà không cần.
Thân cận nghĩa là chúng ta gần gũi và cái tâm nguyện mình theo cái lời, cái cách hướng dẫn của thầy. Cho nên mỗi ngày mình niệm Phật, mình nghe pháp là mình thân với thiện, làm bạn với thiện. Nhưng mà cuối cùng hỏi chị có thân với cái đó không? Dạ thân lắm, nhưng mà giận lên rồi thì thân ai nấy lo. Cho nên mình làm bạn với thiện, mình nghe pháp mình cũng... Nhưng mà thật sự bà cụ mà đi thanh thản là nhờ bà đã thấm nhập được lời pháp. Bà sống cái người nào đơn giản nè, người nào muốn đi nhẹ nhàng, đời sống hàng ngày cũng phải nhẹ nhàng. Cái nhân sao cái quả nó vậy? Không có chấp trước, không có buồn, không có la rầy, không có thắc mắc gì. Đời sống đơn giản thì mình có đi thì cũng đi nhẹ nhàng thôi. Cho nên nhiều người lên hỏi thầy ơi sao chết dễ. Pháp Hòa nói muốn chết dễ thì sống dễ. Mình sống dễ thì mình chết dễ. Còn mình không sống dễ thì chết dở. Mình sống dở là chết dở. Cho nên cái nhân thì nó cái quả. Có một cái cô đó Pháp Hòa quen, cổ bán cái gì cũng nhanh hết, cổ nói giá là người ta mua. Thì mà trong khi đó cũng cái tiệm đó mà người khác đứng bán, bán được. Mặc dù nói giá bằng hoặc là nói giá thấp mà hồi người ta cũng sao sao người ta mua. Pháp Hòa mới nói cô biết tại sao cô được cái duyên đó. Tại cô sống với mọi người cô cũng dễ và cô mua đồ cũng dễ. Thí dụ cô thích món đó, cô nói cái, họ nói cái giá, cô cũng nói cái giá, được thì mua, không được thôi, không có phiền, không có kèo này. Mà cô thấy cái giá đó phải chăng mà cô mua được, cô mua. Mua rất là dễ, cho nên bán cũng dễ. Cho nên mình đơn giản là mình sống dễ, chết dễ. Còn sống dở, chết dở. Mà ta kêu sống dở, chết dở là ương ương. Mỗi khi con tụng kinh hoặc nhìn hình Phật, con đều muốn khóc, xin thầy giải nghĩa. Thì nó dương nước mắt rồi nó khóc cho cái gì. Trời đất ơi, đọc thơ tình cũng khóc mà. Đọc kinh Phật hay hơn thơ tình nhiều, khóc là chuyện bình thường. Xin thưa đại chúng, cái này làm Pháp Hòa nhớ đến lời dạy của Hòa Thượng Tinh Vân. Hòa Thượng Tinh Vân ngài có dạy như thế này. Đây là bốn phương pháp niệm Phật của ngài. Thì trong Pháp Hòa giải thích hai cách. Ngài nói là mình có thể niệm Phật một cách bi thiết. Niệm Phật bi thiết nghĩa là niệm đến mức độ là khi mình niệm đến danh hiệu của Phật là tâm mình khóc. Lúc đó là mình với Phật là một. Còn khi mình tụng kinh cũng vậy. Mình tụng kinh mà mình khóc á, nghĩa là cái lời kinh nó thấm mình. Còn mình tụng kinh mà mình không có thấm, mà bình thường là cái lời kinh đó mình tụng thôi. Nhưng mà cái chuyện khóc này là lâu lâu. Còn nếu mình thường khóc là cứ khóc đi, khóc hết nước mắt cho nó bình thường lại. Không có gì trở ngại, không có phải khùng điên, không phải ai nhập ai dựa gì mình đâu. Ở bên Ấn, ở bên Nhật Bản, Pháp Hòa quên cái thành phố gì rồi mà Pháp Hòa có đến đó, nơi mà người ta lập một cái đài, một cái nhà tưởng niệm ngày Huyền Trang, và ở trước cửa, cái cửa của cái nhà tưởng niệm nó chỉ để hai chữ thôi: bất đồng. Bất đồng. Thì khi mà đến đó các vị mới kéo Pháp Hòa lại: thầy, trên nó để chữ gì vậy? Pháp Hòa nó để chữ bất đồng. Các vị không hiểu bất đồng này. Pháp Hòa giải thích: phương Đông là chỉ cho xứ Trung Quốc, phương Tây là chỉ cho Ấn Độ. Mà cuộc hành trình của ngài Huyền Trang là từ Đông sang Tây. Và trên đường ngài đi có những lúc yêu ma quỷ quái như trong truyện đó, có nghĩa là những lúc ngày đi qua những bãi sa mạc, đi qua những nơi nguy hiểm, nhưng ngài dứt khoát thà làm ma ở xứ phương Tây, không trở về là một người hưởng phước của phương Đông. Cho nên ngài bất đông nghĩa là không bao giờ trở lại phương Đông nếu cuộc hành trình chưa viên mãn. Cái niềm tin bất hoại của ngài Huyền Trang đôi khi chúng ta chưa đủ. Chúng ta có niềm tin, nhưng mà niềm tin của mình dễ lung lay quá. Đừng có nói chuyện mà niềm tin làm ăn,
niềm tin vào tình yêu, niềm tin vào người thương của mình không đủ, và thậm chí mình không đủ tự tin, cho nên rồi mình cũng tu chưa tới đâu. Tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin Giới, tin Thầy, tự tin, tin Nhân, tin Quả, tin Lý, tin Sự, nhiều cái để mình tin, và nhiều yếu tố đó để niềm tin mình bất hoại. Cho nên ngộ không không có được cái niềm tin đó, còn ngộ không phải đi theo Ngài. Cho nên quý vị thấy không, bất cứ chuyện gì xảy ra, dù là tài cán như ngộ không, rồi những hai người sư đệ kia cũng đều hội ý với Ngài hết, và chính Ngài là người quyết định mọi việc. Tại vì cái sự chân thành và niềm tin của Ngài làm vững cho phái đoàn. Khi chúng ta ở trong nhà, mình nuôi bệnh ai, mình cũng phải có một niềm tin vững chãi như vậy. Để làm cái gì? Làm cái trụ cột cho người bệnh. Người bệnh nhiều khi họ mất niềm tin, họ sợ họ không đủ sức khỏe. Mặc dù mình biết có sống thì phải có chết, nhưng để cho người bệnh giây phút nào chưa có give up, buông xuôi, thì mình phải làm cho người bệnh tăng cường cái niềm tin, sức sống. Cho nên mình phải có sự vững chãi của chúng ta. Có những lúc Pháp Hòa đi giảng kiệt sức, rồi mấy vị nói thôi bây giờ thầy hủy chuyến đi, hay là thầy không giảng nữa không? Trừ khi nào Pháp Hòa không còn thể nói ra được tiếng, hay không còn ngồi dậy, còn xô đã nhận người sầu bị hồi nãy còn khoảng 10 phút nữa, trên đường đến đây còn 10 phút nữa thôi. Thì Pháp Hòa nghe đi sư trụ trì gọi cho em Phật tử chết rồi, bây giờ ngoài đông quá làm sao. Pháp Hòa nói ráng thu xếp để em thôi, các vị ở xa mà người ta phải quay về thì tội lắm. Những người mình lái cả tiếng 2 tiếng tới đây rồi mà không được về, phải đi về thì cũng hết. Mà xin phép đại chúng, nãy Pháp Hòa còn thoáng nghĩ chút nữa. Hồi nãy mà bước xuống mà thấy còn ngoài đông có Pháp Hòa sợ người ta cho vô, mình thấy Pháp Hòa thấy nếu mà lỡ người ta cho vô cái những người đứng ngoài á, mình bù lỗ cho người ta, cho người ta chụp vài tấm hình mình sẽ đi về. Thương đến vậy, thương đến vậy. Cho nên mình học của Ngài Huyền Trang là sự chân thành và niềm tin đó. Vì Ngài niềm có niềm tin như vậy, cho nên Ngài đi bộ, quý vị biết là Ngài đi rồi về không bao nhiêu ngày không? Ngài Huyền Trang đi bộ, đi và về không là 7 năm. Ngài Huyền Trang ở lại Ấn Độ học tiếng Phạn 10 năm. Suốt cuộc hành trình của Ngài Huyền Trang là 17 năm. Khi về đến Trung Quốc, Ngài được vua Đường hỗ trợ cho cái công trình dịch kinh của Ngài. Và Ngài đã bỏ ra 19 năm để dịch kinh, dịch những bộ kinh từ tiếng Phạn sang tiếng Hán. Bây giờ có nhiều bản kinh mà chúng ta đang tụng đó, hàng ngày đó, là bản kinh dịch của Ngài. Cái bản phổ thông nhất chính là bài Bát Nhã Tâm Kinh mà ngày nay chúng ta tụng mỗi ngày, Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Đó là bản dịch của Ngài Huyền Trang, 265 chữ. Đó là bản kinh tinh yếu, gọi là tâm kinh mà. Nó tổng hết ý nghĩa của Bát Nhã 600 bộ. Cái hệ thống giáo lý Bát Nhã của Phật giáo Đại Thừa là 600 tập. Vậy mà gom hết lại, cố đọng lại, tinh yếu lại trong một bài Bát Nhã Tâm Kinh gọn gãy gồm 265 chữ. Nghĩa lý sâu màu vô cùng, nhưng mà cuối cùng câu thần chú rất đơn giản: cố gắng, cố gắng.
cố gắng hơn nữa để vượt qua tất cả khổ nạn để đến bờ bên kia. Trời, câu thần chú vậy đó mà ở trên giới thiệu dữ lắm. Đây là thần chú đại linh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, không có gì hơn chú này hết. Chú này là chú nào? Chú này là chú bự chứ không phải chú tiểu. Chân thật bất hư, mà thật đây là một câu chân thật bất hư. Cố gắng sẽ vượt qua tất cả, phải không? Trên đường đạo không gì bằng tinh tấn, không gì bằng trí tuệ của đời ta. Sống điêu linh trong kiếp sống ta bà, chỉ có tinh tấn là vượt qua tất cả. Điều thứ hai, mình có thể học ở trong cái câu chuyện của thầy trò Huyền Trang, đó là nhân duyên hội ngộ của thầy trò. Một con người bình thường vậy mà kết nạp ba dị tướng. Ngày Huyền Trang đẹp bao nhiêu, ngày Huyền Trang đẹp bao nhiêu thì ba đệ tử nhìn sao, yêu quái bấy nhiêu. Một con heo, một cái người mà râu ria nhìn xấu dở, một con khỉ. Quý vị nhớ là đi đến đâu quý vị, thì ngày Huyền Trang vừa bước ra thì ta nói xin chào trưởng lão, và người ta té ngửa giật, yêu quái. Ngài ta nói dạ không, họ chính là đệ tử của tôi. Quý vị nhớ không? Và có phải ba người là ba tính tình khác nhau không? Ngộ Không thì thông minh như đống này, ngộ năng thì mập mạp, lười biếng, ham ăn, ham ngủ, ham sắc, ham tiền, ham danh, vậy mà vẫn làm đệ tử Ngài. Ngộ Tĩnh thì ba phải yên lì, chỉ biết gánh đi trong đoàn thôi, nhưng mà tất cả đều làm đệ tử của Ngài. Có nhiều khi mình cũng bực, trời trời, tôi vậy mà gặp người vậy, tôi vậy mà gặp người thế kia. Tất cả đều là nhân duyên. Nhưng mà thưa đại chúng, chính họ như vậy, họ nhân duyên với mình để mình làm gì? Mình giáo hóa họ, mình cảm hóa họ. Cho nên trong cái tình thương mình gặp nhau, mình thương cái người đó đó, là mình nghĩ mình thương lắm rồi, thương đắm, thương đuối rồi. Và thậm chí mình nói đời anh mà không có em mà như ngày thiếu nắng, như là búa thiếu kèm. Nhưng mà mình biết rằng mình mới thấy cái gì của người đó, mình mới thấy một cái mặt nổi thôi. Nhưng mà mình gần lâu thì mình sẽ thấy được những mặt chìm, và bắt đầu mình sẽ tá hỏa luôn. Mình phải hát cái bài thôi rồi còn chi đó em ơi. Nhưng mà chân lý là cũng cho mình ok, chỉ còn lại chân dư âm thôi. Nhưng mà ngay lúc mình nhận ra những người đó có những cái xấu, chính là lúc thể hiện tình yêu của mình. Yêu đâu phải chỉ cái đẹp của người đó, mà yêu luôn cả cái dở của người đó, và làm sao cảm hóa làm cho cái dở người đó trở nên tốt, đó mới là tình yêu. Nếu như ai đến với mình đẹp thì để, xấu dùng, rốt cuộc không có cái gì xài được, bị cái gì cũng dùng hết. Nhà mình có những cái dao nó cùng xấu xí vậy mà vẫn giữ, tại dây này dao này xài ngon. Có những cái chảo nó luôn gãy mà vẫn để xào tốt, có không? Có những chiếc áo rách mà vẫn để mặc, tại vì mặc không sơ bộ. Có những cái chiếc giày nó cũ, có tiền dư mua, nhưng đôi này mang thích chân nhất, cho nên đi sửa mang chứ còn không mua đôi mới. Đây là thể hiện tình yêu. Có một chiếc xe Toyota màu trắng đậu sau xe người khác cần ra gấp. Chiếc xe mang bản kỳ số 6LLC 989. Cho nên thầy trò ngày Huyền Trang là một cuộc hội ngộ ly kỳ.
Và mình nhìn lại có thể trong cuộc đời mình cũng có những hội ngộ như vậy. Mình rất giỏi nhưng mà có thể gọi ngộ một người không có giỏi. Nhưng mà tất cả nếu không phải là nhân, không phải là duyên thì nó không có quả. Nhân quả là mình nói gọn, còn nói cho đủ của nhân quả phải là nhân duyên quả. Nếu mà nhân mà không đủ duyên nó không có quả. Ví dụ như cái nhân là Phong Hòa đến đây, đại chúng sẵn có cái nhân tham thức đi nghe, nhưng không tìm được chỗ chúng ta không làm. Có bạn nhớ đầu tiên là định tổ chức ở ngay Tịnh Xá không? Với số lượng này mà Tịnh Xá Ngọc Thanh thì sao làm nổi? Đó, may phước là mình tìm chỗ này. Vậy mà còn có khán giả nào đứng nè. Mua vé hàng A mới được đứng đó. Giờ tiếp đó. Cho nên quý vị nhớ là trong cuộc đời này mình sẽ gặp những người có thể chúng ta không hài lòng, nhưng đừng từ đó mà chúng ta nản lòng. Tại vì chính giây phút đó chúng ta mới nâng đỡ nhau, dắt dẫn nhau đi cho trọn vẹn đến thành Phật. Thành Phật đây là tượng trưng cho gì? Thành tựu được đời sống của mình. Tại vì chúng ta đi một mình, chúng ta cô đơn, chúng ta muốn kiếm người để đi chung, mà đi chung để đi đến với mục đích của mình, gọi là đi thỉnh kinh đó. Đi thỉnh kinh là tượng trưng cho một hành trình mình đi đến đích. Nhưng đi một mình đi buồn, đi phải có bạn đi chung, ngay cả tu hành cũng vậy. Cho nên người ta nói ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Và thưa đại chúng, những người bạn thân thiết đó của chúng ta là tham sân si. Tham chính là con heo đó, là trương ngộ đăng. Sân là ngộ tịnh, là ngộ không đó. Si là ngộ tịnh. Tham sân si nó nằm sẵn trong mỗi con người của chúng ta. Nó là những người bạn thân thiết của chúng ta. Trong đạo Phật dạy chúng ta rằng đừng đi tìm quả Phật ngoài tham sân si. Tại vì sao? Tại vì Phật là một con người chuyển hóa từ tham sân si chứ đâu có gì khác đâu. Nếu mà ngay nơi con người đó vốn không có tham sân si thì đã thành Phật. Còn con người chúng ta là có tham sân si và chuyển tham sân si để thành Phật. Cho nên chuyện bình thường. Ở đây có ai coi phim Tế Công Hòa Thượng chưa? Quý vị nhớ lúc nào mà ông Tế Công ông gặp mấy người bệnh á, cái ông lấy tay ông dò cái cục đất gì nè, ông nắng cho vỏ miệng uống hết bệnh không? Cục đất đó là gì? Cục đất đó là gì? Đó, đất á, là những cái tế bào chết tạp dơ trong người mình nó đi ra, phải không? Rồi mình mới dò nó thành từng con vậy đó. Muốn hết bệnh không? Hết bệnh ngay những cục đất. Hết bệnh ngay những cái tham sân si đó, chứ không có đâu hết á. Thành Phật không có đâu á, đạt Phật ngay trong cái tham sân si. Cho nên có một vị tổ nói như thế này: bất bố lục trần, lục trần bất ác. Đừng có ghét sáu trần: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Nếu mà không có lục trần, mình không có cơ hội quán chiếu để tu tập và chuyển hóa ra thành Phật. Đừng ghét nó. Cái hoa này có gì đâu ghét, nó là sắc nè, tiếng nhạc là thanh nè, mùi là thơm nè. Thì thay vì mình cứ nhìn hoa là biết hoa, mình nghe tiếng thì biết tiếng, ngửi mùi biết mùi. Chỉ có cái khổ là ngửi đâu nhiễm đó, thấy đâu mê đó. Cái chỗ khổ là mê, chứ còn ngửi bình thường, nghe bình thường, thấy bình thường thì có chuyện gì để nói, phải không? Đi ra ngoài thấy bao nhiêu người đẹp mà bình thường thì có chuyện gì để nói. Nhưng bắt đầu dán mắt vô người đó, bắt đầu mới xin số phone để có chuyện để nói. Hiểu ý chưa không? Cái mình mê, nhà Phật gọi là trần. Trần cảnh, trần sắc, trần hương, trần thanh, trần vị. Còn khi mình thấy nó mình không mê thì nó chỉ là cảnh thôi. Hương là hương, vị là vị, sắc là sắc,
cảm xúc là cảm xúc không đắm nhiễm, nó chỉ là cảnh. Nhưng khi mình chạm vào nó, mình đắm nhiễm thì nó thành trần. Thí dụ các thầy tu đi, các thầy ăn chay, bây giờ các thầy có đi ngang bao nhiêu cái tiệm bán thức ăn mặn bình thường, thấy nó là thấy nó, không đắm nhiễm gì hết, thì nó chỉ là cảnh thôi. Hỏi thầy biết tiệm đó tiệm gì không? Biết. Tiệm pizza, tiệm bán burger vân vân, nhưng không có khởi tâm. Còn mình có ăn, có thích, cho nên ai ghé vô đây thử cho ngon không? Thì khi mình ghé vô mình ăn thử, mình thích đó, thì cái mình đắm, thì cái đắm gọi là trần. Cho nên mà nhiều khi mình đi bao nhiêu người mình gặp, mình đâu có để ý gì đâu, phải không? Thì những người đó mình có thấy không? Thấy, nhưng mà không có để ý thì gọi là cảnh thôi. Tự nhiên trong số người đó mình có để ý, bắt đầu mình có chuyện, phải không? Có khi đi nửa cuộc đời cũng không tìm được một người mình yêu. Lắm khi chỉ có một buổi chiều mình gặp người đó mình yêu tới già. Cho nên điều thứ hai là chúng ta phải nhận diện những nhân duyên chúng ta hội ngộ. Nhưng mà nếu mà chúng ta có tâm trí đó, thì chúng ta sẽ hội ngộ nhau và dẫn nhau đi chọn con đường. Cũng giống như ngày nay chúng ta gặp nhau, là chồng, là vợ, là mẹ, là con, là đạo hữu, là bằng hữu với nhau, là thầy, là trò, dẫn dắt nhau đi đến cái lộ trình hết cho con đường đi Tây Thiên. Điều thứ ba, Ngài Huyền Trang có mà có thể các đệ tử của Ngài chưa đủ, nhất là việc đức là tôn ngộ không, đó là cái nhân đức của Ngài. Quý vị thấy bao nhiêu lần ngộ không bỏ thầy đi, nhớ không? Nhiều khi ông đánh chết yêu tinh, thầy phạt ông tức, ông bỏ thầy ông đi, nhớ không? Nhưng mà thầy có bỏ không? Không. Đó là cái nhân đức. Đời sống của chúng ta ai phải là mình dẹp, thành thử rốt cuộc mình nắm trong tay nhiều, mình dẹp rước còn một. Cái vấn đề chúng ta là cho nên Ngài Huyền Trang được một cái mà đệ tử dù có tài cán như ngộ không cũng không có, đó là cái nhân đức của Ngài. Và chính cái nhân đức đó đã làm cho một người đệ tử dù nóng nảy, dù bồng bột, dù thần thông, nhưng ngộ không cũng vẫn phải theo Ngài đến hết cuộc đời. Ở đây có ai nhớ có một hôm ngộ không bỏ thầy đi, chạy về tới núi Hoa Quả, và trong một buổi chiều ngộ không đã nhớ lại cái hình ảnh thầy mình ngồi may áo cho mình và tặng cho mình một chiếc áo. Có ai nhớ cái chỗ đó không? Không nhớ về coi lại. Nhưng mà cái hình ảnh đó là biểu tượng cho cái gì? Đó là tình của người thầy đối với người trò, của người cha đối với con, của người mẹ đối với con, của người bạn đối với nhau. Quý vị nên làm như vậy. Cha đi đâu thấy cái gì đẹp mua cho con, đừng nghĩ rằng chuyện đó của mẹ nó. Mẹ nó làm 1000 lần rồi, mà suốt cuộc đời mình làm cha mình chưa được làm 1 lần, thì hình ảnh đâu có ở trong đầu nữa. Cho nên mình phải cho đứa con mình một hình ảnh của một người cha. Đó là mình nấu ăn cho con, mua áo cho con, thậm chí mình giặt quần giặt áo cho con. Những gì mình có thể làm cho con, không phải mình lấy điểm với con, nhưng mà tình thương của mình cho con. Cuộc đời này có đáp, có đối với có đáp. Mình có đối với con như vậy thì nó mới đáp lại, là nó nhận ra những cái tình thương đó. Tình thương là biểu lộ, cái mắt diễn biểu lộ. Mẹ thương con, nó đi về tới cửa là vuốt ve nó, dù nó 30 tuổi cũng ngắt nhéo hung hết. Còn cha thì không biểu lộ được, cũng không sao. Nhưng mà nếu mình biểu lộ, nó sẽ đẹp hơn, nó dễ thương hơn. Và xin thưa đại chúng, mình phải sống như thế nào
để khi mình nằm xuống chưa chết nằm bệnh thôi. Nhưng mà con mình nó vẫn có cái hình ảnh đẹp của cha của mẹ, mình để tiền lại cho con chưa chắc nó giữ được, nhưng hình ảnh đó mình để lại không tốn tiền, không tốn công sức gì hết, mà nó ở mãi trong trái tim của con mình. Và mình làm cái điều đó cho tất cả những người thân của mình, chứ không phải chỉ có cha làm cho con, thậm chí con làm ngược lại cho cha, chồng làm cho vợ, vợ làm cho chồng, chỉ làm cho em. Cái nhân đức ở cái chỗ là chúng ta nuôi dưỡng nhau không phải ở vật chất, mà chúng ta còn nuôi dưỡng nhau ở những kỷ niệm đẹp. Tại sao gọi là kỷ niệm? Niệm là nhớ, kỷ là cũ. Kỷ niệm là những cái nhớ về trước. Ví dụ bây giờ 10 năm trước quý vị gặp Phong Hồ Nguyên, quý vị tặng cho Phong Hồ Xuân Chuỗi đi, thì ngay cái bữa tặng đó quý vị chỉ nói giữ để kỷ niệm thôi. Nhưng bây giờ nó không thành kỷ niệm. 10 năm sau nhìn chữ Xuân Chuỗi này, món quà này kỷ niệm. Kỷ là cũ, cho nên mình nhớ nghĩ những cái cũ, cho nên mình mới tặng quà cho nhau để giữ cái kỷ niệm của nhau. Tại vì có thể mai mốt già nhìn nó ra. Và thậm chí có thể người kia làm những cái điều mình bây giờ mình đau khổ quá chừng, mình không thương hỏi nổi nữa, nhưng mà nhờ những hình ảnh cũ về trước thương lại được. Có một nhà thơ làm một bài thơ như thế này: hãy chế lấy mây và gầy lấy nắng, nhớ chế lấy từng vây mượn đất trời, để khi nhật nguyệt đều xa vắng đầu cành, đầu thềm vẫn có ánh trăng rơi. Hãy chế lấy mây và gầy lấy nắng, có những hình ảnh trăng sao bầu trời thật đẹp trong lòng mình. Hãy chế lấy mây và gầy lấy nắng, chế lấy đừng vây mượn đất trời, đừng nghĩ rằng đợi khi nào thấy trăng mới gọi là trăng, vì để khi nhật nguyệt đều xa vắng, đầu thềm vẫn có ánh trăng rung. Ra đứng ngoài trời, nhìn lên trời, nhưng bóng trăng đẹp vẫn trên đó, tại nó trong này của mình. Cái câu thơ đó là để cũng giống như mình, đừng đợi người đó làm cái gì đẹp cho mình mới nhận đẹp, những cái đẹp trước đó của họ nhớ thu nhận, dễ thương, để mình có thể thương được. Có những cái kỷ niệm nó không phải ở vật chất nữa, mà nó kỷ niệm ở trong này. Cho nên trên đường đi á, Ngài Huyền Trang đã đối xử với tất cả mọi người. Quý vị thấy hệ yêu quái mà xuất hiện là ai đâu? Ngộ Không à. Nhưng mà Ngài Huyền Trang có cái đặc biệt là yêu quái Ngài vẫn chào. Tại vì Ngài đâu có biết đâu, phải không? Một con người đơn thuần. Nhưng mà cũng có nghĩa mà quý vị có thấy, cho dù những yêu quái xuất hiện, Ngài Huyền Trang có bao giờ nói những lời thô với họ không? Không. Vẫn một mực. Thậm chí có đặng yêu quái hãy thả tôi ra. Chứ không có quỷ quái như mình bây giờ. Người ta con người mà gặp nhau kêu quỷ cái không? Ngày quỷ gặp quỷ mà còn không kêu quỷ, còn mình gặp người ta mà kêu quỷ, cái con quỷ đó, cái thằng quỷ đó, cái con yêu đó. Cái cuối cùng các bạn muốn chia sẻ với đại chúng, trong lộ trình đi thỉnh kinh, trong đời sống hàng ngày của mình đó, cái sự giao tiếp, cái sự liên hệ với nhau, qua lại với nhau nó quan trọng. Tại vì người Việt Nam mình cũng vậy á, bà con xa không bằng lối xóm ở gần. Khi tối lửa tắt đèn nhờ lối xóm. Tại vì bà con xa những lúc mình cần họ đâu có tới với mình được, nhưng mà nhờ người hàng xóm. Pháp Hòa biết rất nhiều gia đình. Có một bà cụ Pháp Hòa quen, con cái đi làm ở trên,
bà ở nhà bà bắt cái nồi canh lên, bà hầm cái xong bà đi ra ngoài cửa, bà phơi cái khăn cái cửa nó sập lại, cái khóa cửa đi. Khóa cửa cái bà mới nhớ là ở trong nhà bà có cái nồi bà đang nấu, mà bây giờ không có phone để gọi, bà không biết tiếng Anh. Bà mới chạy qua nhà xóm bà đập cửa. Và bà không nói gì hết, bà dẫn tay cái người hàng xóm đi thẳng vô trong bếp. Bà mở tủ cái người hàng xóm ra lấy một cái nồi không, bà đặt lên trên dưới bếp. Và bà diễn tả là hàng xóm biết lưỡi cháy, con dùng cho người con trở về để mở cửa tắt bếp. Có phải là tối lửa tắt đèn cho người xóm. Nhưng mà rồi mới đây nữa, có một gia đình nọ, hai bà già ở nhà với nhau, bà kia té mất tại chỗ, bà con cái không có ai nhà hết, không biết làm sao, chạy đập cửa nhà hàng xóm, kéo hàng xóm qua chị. Nhờ vậy hàng xóm mới kêu 911, tối lửa tắt đèn nhờ đối xử. Cho nên cái quan hệ đời sống của chúng ta, chúng ta đừng có nghĩ rằng tôi không cần ai hết. Tại mình nói lúc mình khỏe đó, cái lúc nhất là cái lúc mình giận đó, cái câu đó thường nghe lắm. Nhưng mà tới hồi mà ta đi thiệt rồi đó, bắt đầu mình kéo cửa là mình đừng bò em một người. Trời lạnh lắm, trời lạnh lắm. Là mình hết rồi. Bằng chứng là quý vị thấy trên đường đi, khi mà nghĩa là thần thông quảng đại như là ngộ không, nhưng mà cũng có những cái nạn ngộ không đâu có giải quyết được. Ngộ không phải đi nhờ ai? Nhờ tiên cõi này, nhờ thánh cõi khác. Cũng cái tội khoe khoang mà ông thầy kia ông sanh lòng tham mà lập luôn với đệ tử đốt cái phòng của ngài Huyền Trang để chiếm cái y đó, nhớ không? Rồi cuối cùng phải chạy lên tận trên trời mượn cái lòng bàn ập xuống cái phòng của ngài Huyền Trang đó. Rồi bao nhiêu lần nè Quan Âm có mặt, thậm chí đi cầu cứu luôn cả những kẻ thù của Huyền Không, của Ngộ Không. Tại vì cái lúc mà ông làm đề thiên đại thánh, ông biết lòng rất nhiều thần thánh. Vậy mà cuối cùng phải chạy tới những người biết lòng giọng để mà cầu cứu. Vậy không phải là biểu tượng của sự cầu cứu với nhân xã. Lâu lâu Pháp Hòa cứ bỏ xẻ chuyện này chuyện kia trong tay chú ký, đem nó lại trong đời sống của chúng ta. Cách đây 2 tuần Pháp Hòa giảng một bài khác ở tại Montreal của Canada, cũng trong nội dung của tay người kia. Hôm nay Pháp Hòa nói một chuyện khác, một nhiều lắm, mà chích một vài việc để nói chuyện. Thứ nhất, niềm tin. Thứ hai là sự nhân duyên hội ngộ của nhau trong cuộc đời. Thứ ba là lòng nhân đức. Chúng ta sống, chúng ta phải có lòng bao dung, lòng độ lượng. Chỉ có tấm lòng bao dung độ lượng mới ôm ấp được tất cả mọi người. Tại vì trên đời này không có ai mà hoàn hảo hết. Ngay cả con cái của mình, chúng ta phải mở lòng ra. Chúng ta phải mở lòng để nhìn những cái đẹp của con mình. Thí dụ nó đi học về, nó chào mình 2-3 chào ba, mình cũng phải mở lời, con mới về, để cho nó cảm nhận rằng mình chào ba mà ba có mặt cho tiếng chào của mình. Mẹ con muốn ăn cơm, để mẹ đi vô bếp, mẹ con có gì cho con ăn, mệt quá ăn hoài à. Rồi thì mai mốt nó không cho mẹ mệt nữa đâu, nó đi học về nó sẽ kiếm chỗ nó đi để mẹ khỏi mệt. Chứ như vậy mình luôn luôn là mình cứ đợi sự việc nó rồi mình mới hối hận, mình mới thấy sai, mình mới chịu sửa, thì có những lúc nó hơi trễ.
Mà trong khi đó những cái kinh nghiệm của quá nhiều người trước đã cho mình, sao mình không lấy những cái đó làm bài học, mà phải để cái việc nó xảy ra với chính mình rồi mình mới rút kinh nghiệm. Có những sự việc nó đã xảy ra ở bao nhiêu gia đình mà dư để chúng ta tìm những cái bài học đó, đâu cần phải đợi nó xảy ra ở bên mình rồi mới tìm, mới đặt một cái câu chuyện như vậy. Cho nên nhiều khi con cái của mình nó không phải nó tệ đâu, nhưng tại vì mình chưa tưới tầm, khai thác, chấp nhận những cái khía cạnh khác của nó. Mình cứ lấy cái nhãn, cái nhận thức của mình, cái áp đặt của mình đặt về cái hướng này và không thấy cái hướng khác của mình. Vì vậy mà chúng ta có những sự hiểu lầm trong gia đình giữa cha với mẹ. Đôi khi các em rất là tội. Pháp Hòa làm việc với các em nhiều rồi. Rồi người lớn mình sống bằng một cái văn hóa lâu năm của mình. Cha mẹ mình dạy mình như vậy. Rồi mình muốn con cái mình nó phải như vậy. Mà trong khi đó mình quên rằng nó là ai, nó ở thời đại nào, nó môi trường nào. Rất nhiều yếu tố để nó không phải là như mình ngày xưa. Xin lỗi đại chúng mà nhiều khi một cái cây, một cái trái mướp mà trồng gần cây khổ hoa mà trái mướp còn lấy cái đắng mà. Cũng chi mà một con người mà ở môi trường mà không ảnh hưởng. Vì vậy cho nên những cái đó là những cái để chúng ta nhìn lại. Và nhìn lại đạo Phật gọi là gì? Là quán. Mà quán để làm gì? Quán để thấu đáo. Quán là nhìn sâu để thấu đáo, để tìm ra được cái chân lý sống. Và đó chính là mục đích của đạo Phật. Đạo Phật không phải dừng ở đích chung, mà đạo Phật dạy cho chúng ta cái cách tu tập để chúng ta quán nhìn như thế nào, để chúng ta tìm ra được một cái đạo lý sống cho mỗi người chúng ta. Và chúng ta làm tròn cái bổn phận của mình, làm cha, làm mẹ, làm chồng, làm vợ, làm thầy, làm bạn luôn. Vì tất cả chúng ta đều có danh phận. Hãy có danh thì phải có bổn phận. Mình làm danh thì mình có danh là một người mẹ thì có bổn phận của người mẹ. Mình có danh người chồng thì có bổn phận của một người chồng. Chúng ta là một cái danh của chúng ta là một đệ tử Phật, thì chúng ta có bổn phận của người đệ tử Phật là phải sống đúng với chân lý. Và chân lý chính là con đường dẫn dắt cho chúng ta sống không làm tổn thương mình, không làm tổn thương gia đình, không làm tổn thương xã hội. Và đó chính là mục đích của một tín đồ đạo Phật. Chúng ta không dừng ở đức tin. Chúng ta không phải chỉ đi chùa cúng lại chấm hết, mà chúng ta đến cúng lại xong rồi sâu sắc hơn nữa là chúng ta tiếp nhận chân lý để ứng dụng sống. Và mục đích của một người đạo đệ tử Phật là phải bỏ ác làm lành. Mà khi chúng ta bỏ ác làm lành thì chúng ta đã tự làm cho con người chúng ta đạo đức, gia đình chúng ta hạnh phúc, xã hội chúng ta an hòa. Cho nên Huyền Trang á, yêu ma quỷ quái gì không biết, thần thánh gì không biết, ngày gặp ai ngày cũng thiêu lệ. Nhưng mà rồi ông Ngộ Không á, ông gây thù chú quán. Nhưng mà trong cuộc đời này anh có tài ba cỡ nào, anh đàn vân như thế nào, nhưng anh cũng phải nhờ những người khác giúp khi ngủ sự khi không. Tại vì trong cuộc đời này không bao giờ mình giỏi hết tất cả. Cho nên hôm nay trong buổi gặp gỡ với đại chúng, Pháp Hòa muốn trích một vài tình tiết ở trong bộ phim bộ truyện Tây Du Ký. Đây là một bộ truyện nổi tiếng của Trung Quốc. Ngoài Hồng Long Mộng, ngoài những bộ truyện Tam Quốc Chí
thì bộ Tây Du Ký cũng là một bộ nổi tiếng. Thì rất nhiều việc ở trong Tây Du Ký để chúng ta có thể bổ xẻ và học hỏi. Hôm nay Pháp Hòa chỉ xin phép chia sẻ lại một vài điều, từ đó chúng ta rút tỉa. Và xin thưa lại chúng người xưa đã khéo léo dàn dựng những nhân vật, đưa vào những câu chuyện, nhưng nghe rất là xưa, nhưng mà thật sự đó là chuyện của con người. Mà con người của ngày xưa và con người của ngày nay không có khác, tại vì thủy chung con người vẫn phải gặp nhau, vẫn phải gặp nhau, vẫn phải đối đãi. Ai cũng có trái tim, ai cũng có mắt nhìn, ai cũng có tai nghe, thì những sự cảm xúc vui buồn nó giống nhau hết. Và người xưa cũng có tham sân si, thì 2000 năm sau tham sân si vẫn còn. Và mình tu thì không có ngoài những cái đó đâu. Phật pháp bất ly thế gian, Phật pháp không có rời thế gian. Nếu ai rời thế gian mà tìm Phật pháp thì xa lắm, và thậm chí không có nữa. Tại vì Phật giáo là gì? Phật giáo là giáo hóa con người sống tỉnh thức. Tại vì chữ Phật nghĩa là tỉnh thức. Chữ Phật là tỉnh thức, là giác ngộ. Khi con người mê thì cần tỉnh thức, và hãy tỉnh thức rồi thì sống rất hay, rất đẹp. Và đạo Phật là giáo hóa cho mình cái đó, gọi là Phật giáo. Đạo Phật là con đường tỉnh thức, con đường giúp mình giác ngộ tỉnh thức. Đi như thế nào, sống như thế nào mà hạnh phúc cho mình, cho gia đình, cho xã hội. Cho nên một Phật tử quy y rồi tích cực chứ không có tiêu cực. Thậm chí sợ quy y, tại vì tôi còn tham sân si lắm. Để khi nào tôi hết tham sân si tôi mới quy y. Anh quy y để anh tu, anh mới giảm tham sân si. Anh đợi tham sân si hết chừng nào hết. Mình còn tham sân si nhiều chừng nào thì đến đó tức tu tập liên chừng đó để tăng sân si. Pháp Hòa chỉ nói là giảm thôi nha, chứ không dám nói là giảm thôi là mừng rồi đó. Ổng mà chỉ cần giảm nóng thôi là nhà hạnh phúc rồi đó. Thành tử mình chỉ cần giảm thôi là đã hạnh phúc rồi. Xin chúc đại chúng luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Và mình cố gắng làm sao mình rút tỉa vài cái kinh nghiệm mà Pháp Hòa mình chia sẻ để chúng ta ứng dụng trong cuộc sống của chúng ta. Bây giờ Pháp Hòa xin giải đáp một câu hỏi bằng tiếng Anh trước. Cái câu hỏi này nó có tính cách là chè xôi lẫn lộn vừa Việt vừa Anh ha. Thưa Thầy, I am a Buddhist, but by no means due diligent practitioner. However, I stumbled through your video by accident on YouTube and have become a fan. Lucky for me. Thưa Thầy, con là một Phật tử, không có nghĩa là tinh tấn trên con đường tu tập. Tuy nhiên, tình cờ đã biết được những bài giảng của Thầy và kể từ đó trở thành fan của Thầy. Bây giờ có câu hỏi là con bằng tuổi Thầy và làm sao để có thể dẫn dắt con của con đi chùa và để cho for the future Buddhism, what can the organization to do to make practice more appealing. Làm sao tất cả các cái chùa viện á, tổ chức những gì để có thể giúp đỡ cho các em trên đường tu tập. Cái câu hỏi nó rất là thiết thực. Thì xin thưa đại chúng là cái gì nó cũng phải có cả hai phần. Không có cái gì nó sẽ có mặt một mình nó được. Thứ nhất là các chùa sẽ cố gắng trong khả năng của mình và các Phật tử có khả năng thì hợp tác phụ trợ với quý thầy, quý sư cô trong việc tổ chức những lớp học
những buổi sinh hoạt tiếng Anh để cho các em sẵn sàng đi chùa bằng cái ngôn ngữ mà các em hiểu. Đó là tiếng Anh. Về nhà thì cha mẹ cũng khuyến khích để các em có thể đi chùa, tại vì cái gì cũng vậy, mình không có khuyến khích thì nó sẽ không thể thực hiện được. Cho nên cha mẹ là người khuyến khích. Chùa thì cần tổ chức. Thứ nhất, các vị trụ trì thì phải xin, phải nỗ lực. Thứ hai là kêu gọi. Và khi kêu gọi thì các vị có khả năng nên tình nguyện đóng góp thì mới thực hiện được. Tại vì không có một cái gì mà nó có mặt mà ngoài nhiều yếu tố được, cho nên phải có nhiều yếu tố. Trong đó yếu tố tổ chức, rồi kế đến là sự khuyến khích của cha mẹ, và phải làm sao để hấp dẫn các em. Và ngày nay tạm thời, nếu quý vị chưa tìm được một nơi nào tổ chức thì tạm thời mình có thể lên trên YouTube, mình bấm những bài giảng tiếng Anh của các thầy, các sư cô đã truyền tải trên đó, và khuyến khích các em bắt đầu nghe những bài giảng đó. Và mình có thể tổ chức thành những buổi nghe chung. Thí dụ bài giảng nó kéo dài một tiếng thì mình cùng ngồi nghe trong vòng 30 phút, rồi ngày mai mình nghe tiếp. Và đại chúng nhớ là mình muốn con mình tu thì mình phải tu chung, chứ đâu không thể nào mà kêu nó tu mình không tu. Thấy không? Tôn mẹ bảo tôn con đi thẳng, chớ đi co quắp thế gian cười. Con rằng lại mẹ, con theo mẹ, mẹ thử đi đi, thử thử con. Con tôn mẹ nó giữ con tôn con đi thẳng ra được không? Con tôn mẹ bảo con tôn con đi thẳng, chớ đi co quắp thế gian cười. Con tôn con nó nghe xong nó cũng chắp tay, nó nói con rằng lại mẹ, con theo mẹ, mẹ thử đi đi, thử thử con. Là mình không phải chỉ con nít không, mà ngay cả người lớn người già. Ví dụ các bác lớn tuổi thường là thân thể mỏi mệt, không có siêng năng niệm Phật. Cho nên quý vị nắng má niệm Phật đi, má Nam Mô Di Phật ba câu cho ba nhìn này, thì mình phải tổ chức lại. Má bây giờ mỗi tối, ba mỗi tối con niệm Phật với ba má 10 phút. Thì mình phải ra mình ngồi niệm chung với ba má 10 phút. Nếu mà ba má không niệm, mình niệm trước A-di-đà-phật, ba má niệm theo A-di-đà-phật, người đó niệm theo. Phải tổ chức bằng mọi phương tiện để hướng dẫn cho những người già thân thể mỏi mệt, bệnh hoạn tu tập theo sức khỏe của các vị. Người trẻ cũng vậy, người già cũng vậy, vợ chồng con bé cũng vậy. Cho nên mình phải thiết lập liền cái chuyện thực tập Phật giáo ngay trong đời sống gia đình, không phải trong chùa không. Ví dụ mỗi bữa cơm nè, mỗi bữa cơm đó mình ngồi lại và mình thống nhất với gia đình là bắt đầu từ bây giờ ăn cơm không xài phone nữa. We have to have a meeting with the family and agree together that we will take away the phone while we have meal. Because this is the time that you enjoy the presence for each other. This is not the time that we spend time on phone, on text. Thành nữ ra mình tổ chức Phật giáo ngay trong bữa ăn. Gia đình ăn cơm không nói, không có coi tivi, không có nhắn tin. Mẹ cái phone, ba cái phone, cấm phone đi con, ăn cho đàng hoàng, để em coi có ai mới nhắn mình. Có một cái cô đó, cô nói với con, cô làm sao quý vị không? Mẹ đã nói với con rồi, ở nhà không còn nói tiếng Anh đâu chứ. Bây giờ mình chưa tìm ra được đạo tràng tổ chức khóa tu. Mình có thể tổ chức những cái nhỏ nhỏ mà rất Phật giáo trong đời sống. Tại Đức Phật dạy chúng ta là có mặt trên nhau. Bây giờ một ngày đi làm 8 tiếng, đi học hết trơn, không có mặt trên nhau, thì bây giờ có mặt cho nhau trong bữa ăn. Con đi học về, con ráng thu xếp về ăn cơm với ba mẹ nha. Thì cái giờ đó nó tranh thủ, nó không đi đâu after school. Rồi chồng cũng vậy, vợ cũng vậy. Thí dụ đi làm về tối thì hẹn ăn cơm tối.
Còn nếu trễ nữa nó phải học bài thì ít nhất gia đình có mặt gặp nhau 50 phút trước khi đi ngủ. Còn nói chuyện nói không. Và lâu lâu mình kéo con mình ra tìm, nó khó lắm nhưng phải làm. Nó thích ở trong phòng mà nó có thế giới của nó. Nhưng mình phải tìm cách mình đem con mình ra. Cho nên đây là cái đề tài. Quý vị mình đi tham dự những khóa tu family, family retreats. Rồi sẽ có những buổi hội thảo cho cha mẹ ngồi lại nói những gì. Có rất nhiều gia đình gặp khó khăn với con cái. Và có những người đã làm những gì để thành tựu được, mình nghe nhau. Chứ 5-3 phút không còn nói gì nó hết đâu. Quý vị đi tham dự những khóa tu family retreats. Mỗi năm ở bên Tây Thiên, Canada có những khóa tu như vậy. Mấy đứa nhỏ nó đi tham dự khóa tu, cha mẹ đi tham dự khóa tu, nó có sinh hoạt của tuổi trẻ, cha mẹ ngồi lại với nhau và nói những chuyện thực tế trong cuộc sống gia đình. Quý vị đừng có nghĩ rằng mấy đứa nhỏ nó ngồi để nghe tứ diệu đế, thập nhị nhân duyên, người giống như mình. Làm sao nó sống hạnh phúc, nó sống